chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện chương 141, không tốt, ngựa nổi điên, ôm như ngọc như cái thuốc cao da chó giống như dán ra đến, tống nương tử. Giải độc hoàn chế tác như thế nào rồi? còn không có chế xong. Khương Quán tiếng nói đạm mạc, đáy lòng nhiều chút không kiên nhẫn, lúc này ôm như ngọc bỗng nhiên vương tay, lòng bàn tay nằm một cái tinh xảo hộp. Đây là ta ngẫu nhiên đoạt được dược liệu, nghĩ đến tống nương tử ngươi thích những cái này, nên sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn tinh xảo mặt mày trong mang theo ôn nhuận cười, cứ như vậy chân thành nhìn chầm chầm Khương Quán. Nếu là đổi lại bình thường nữ tử, nghe thấy ôn như ngọc như thế thật lòng lời nói, sợ là sẽ phải tâm động. Hồ ly tinh, Tống nhị nương tử nhổ một tiếng, một giây sau cảm giác bị sói nhìn chầm chầm, nguyên là Tống Cửu Uyên. Hắn đang ngồi ở trên xe ngựa, xe ngựa rèm bị xốc lên, lộ ra hắn loại kia lạnh lùng mặt, dọa đến Tống nhị nương tử nhanh chân liền chạy, nơi nào còn có chút tâm tình xem kịch. Khương quán cười tủm tỉm tiếp nhận ôm như ngọc trong tay hộp mở ra, bên trong đúng là một vị dược tài, sắc lá thạch hộp, nàng rất thích, chỉ là cái này người là ôm như ngọc, nàng ngay tại suy nghĩ đến cùng là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt. Tống cửu viên thanh âm truyền đến, mang chút ý lạnh, đa tạ ôn công tử hảo ý, chúng ta sẽ giá gốc mua lại, bao nhiêu bạc, khương quán cũng không có bác tống cửu viên mặt mũi, trong tay vuốt vuốt dược liệu hộp, cười tủng tiễn nhìn về phía ôn như ngọc, nàng đã sớm không phải không rành thế sự thiếu nữ, tự nhiên sẽ không bởi vì ôn như ngọc giả vờ bộ dáng động tâm, ôn như ngọc có chút xấu hổ, suy tư mấy giây mới tìm từ nói, ta là nhìn tống nương tử chế tác giải độc hoàng vất vả, lúc này mới đưa cho tống nương tử, các ngươi chớ để ở trong lòng, cũng không đáng cái gì bạc, khó mà làm được, cho ngươi ngươi liền thu. Khương quán tiện tay ném cho ôm như ngọc một thỏi bạc, quay người lên xe ngựa, cái này ôm như ngọc ý không ở trong lời, nàng ngại phiền, ôm như ngọc khó chịu nắm tay bên trong bạc, nhức đầu không thôi, lúc trước làm thổ phỉ đều không có như thế khó xử, làm sao xong một cái nữ nhân như vậy khó, bởi vì muốn cùng lưu vong người cùng đi mang hoang chi địa, là lấy Khương Quán bọn hắn không thể đi quá nhanh, thế là chờ Lưu Vong đội ngũ xuất phát về sau, bọn hắn lúc này mới chậm rãi xuất phát, xe ngựa chạy tại trên quan đạo, Khương Quán nhàn nhạt liếc qua Hạ Thiền, đối tống cửu uyên nói, ôm như ngọc cái thằng này thực sự có chút đáng ghét, ta quay đầu đem người đuổi đi đi, tùy tiện làm điểm giải độc hoàng qua loa một phen chính là, lão ở bên cạnh giống con rùi giống như đáng ghét, nghe ngươi. Tống cửu uyên đã sớm nhìn ôn như ngọc không vừa mắt, Khương Quán có thế nói như vậy, nội tâm của hắn vô cùng mừng thầm, chẳng qua ngắn ngủi nửa canh giờ, bọn hắn không chỉ có đuổi kịp lưu vong đội ngũ, thậm chí còn vượt qua bọn hắn. Giữa trưa tại trong rừng cây nghỉ ngơi, Khương Quán cả một chút thịt rừng trở về, tiện tay ném cho Tống Cửu Uyên. Nhìn thấy Tống Cửu Uyên thuần thục xử lý thịt rừng, Hạ Thiền kinh ngạc trợn to con mắt, hiển nhiên không thể tưởng tượng nổi, tôn quý chiến vương thế mà làm lấy hạ nhân kiếm sống kế, nô tỳ đến. Hạ Thiền bận biểu tích cực chủ động hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn, đám người tự nhiên sẽ không ngăn lấy nàng. Tống Cửu Ly còn chủ động cho nàng thu xếp công việc, có Hạ Thiền tại, Tống Cửu Ly rốt cục không cần rửa chén tẩy cái nồi, đồ ăn làm tốt. Hạ Thiền vội vàng múc bát thịt trừng định cho Tống Cửu Uyên, vương gia, có thể dùng cơm. Một câu lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Tống Cửu Ly liền vội vàng đem chén kia canh đưa cho Khương Quán. Đại tẩu, ngươi uống trước, cái này thái độ, gia đình địa vị liếc qua thấy ngay, đã tất cả mọi người cố ý để Hạ Thiền biết vị trí của nàng, Khương Quán cũng không có cự tuyệt, cười bưng lên bát, đón Hạ Thiền không giải sầu buồn bực ánh mắt, Khương Quán nụ cười mặt mũi tràn đầy mở miệng, Hạ Thiền, ngươi thế nhưng là còn có cái gì nghi vấn, không có, Vương Phi, Hạ Thiền hốt hoảng lắc đầu, mặc dù trong nội tâm nàng nhã rảnh Khương Quán địa vị không khỏi quá cao, nhưng cũng sẽ không ngốc đến ở trước mặt mọi người nói ra, nàng lại liên tiếp múc mấy chén canh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm che giấu đi đáy mắt nghi hoặc, không hổ là đã từng hầu hạ tống cửu ly lão nhân, chiếu cố coi như chu đáo, chỉ là tại khương quán đến nói, nàng là nửa đường gia nhập người, đương nhiên phải quan sát một chút nàng phải chăng khả nghi, cũng may hạ thiền đáy lòng mặc dù có thật nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không có làm không rõ ràng sự tình, tống cửu ly lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, đại tẩu trong mắt dung không được một hạt hạt cát. Tống Cửu Ly tự nhiên không hy vọng hạ thiền phụ lòng tín nhiệm của nàng. Ăn cơm xong, Hạ Thiền tự giác gánh vác lên lúc trước Tống Cửu Ly muốn làm việc nhà, thu thập xong hành lý đám người lại lên xe ngựa, xe ngựa cũng đủ lớn, khương quán cũng đều đệm nệm êm, nàng thoải mái dựa vào xe ngựa nửa hiếp đôi mắt ngủ gật, thực tế ý thức đã tiến vào không gian bắt đầu chỉnh lý nàng dược điền, cô nương, ngươi nghỉ ngơi đi, nô tỳ tới. Hạ Thiền nhìn Tống Cửu Ly tại chỉnh lý một chút nhỏ vụn vật nhỏ, vội vàng xung phong nhận việc, không nghĩ tới lần này lại bị Tống Cửu Ly cự cử tuyệt, đây là đại tổ vật nhỏ, nàng không thích người khác đụng đồ đạc của nàng. Nàng thuận miệng một câu, để hạ thiền vương đi ra tay rụt trở về, sau đó cẩn thận từng ly từng tí liếc qua khương quán. Phát giác khương quán tuyệt không tỉnh lại, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thật tình không biết nhất cử nhất động của nàng đều rơi vào tống cửu uyên trong mắt, phu nhân, nhưng có cần nô tỳ làm. Hạ thiền có chút đứng ngồi không yên, luôn nghĩ tìm một số chuyện làm. Tống đại nương tử lúc đầu cũng đang nghỉ ngơi, lưu vong lâu như vậy, mỗi người bọn họ thân thể tự nhiên đều rất mệt mỏi bây giờ có thể ngồi xe ngựa tự nhiên đều cố gắng tại điều dưỡng thân thể của mình nghe vậy nàng đối hạ thiền nói tạm thời không có hạ thiền ngươi nghỉ ngơi đi chờ chút nghỉ ngơi thời điểm còn phải cần ngươi bận rộn được rồi phu nhân hạ thiền gật đầu đáp ứng chỉ là nắm lấy xe ngựa vách tường đầu ngón tay có chút dùng sức tự hồ là có chút khẩn trương trong xe ngựa rất nhanh trở nên rất yên tĩnh chỉ có bên ngoài con ngựa đi cộc 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 thanh âm bỗng nhiên con ngựa tốc độ bỗng nhiên tăng tốc liền tại không gian khương quán cũng bay nhanh hoàng hồn nàng phút chốc mở mắt ra liền nghe bên ngoài tống cửu thủy điên cuồng hô to không tốt cái này ngựa nổi điên hắn liều mạng nắm chắc dây cương nhưng mà kia con ngựa giống như là bị điên điên cuồng phi nước đại các ngươi bắt gấp khương quán đối mã người trong xe bàn giao một tiếng xốc lên xe ngựa rèm ra ngoài liền nhìn thấy kia con ngựa thần thái tự hồ có chút không thích hợp cửu thủy người tránh ra Khương quán cho tống cửu thỉ một ánh mắt đang khi nói chuyện đã phóng qua tống cửu thỉ tống cửu thỉ khẽ gật đầu lớn tiếng nói đại tẩu ngươi cẩn thận hắn biết đại tẩu là có cái bản lãnh tuyệt không ngăn cản nàng mà Khương quán đã nhảy lên lưng ngựa dọa đến trong xe ngựa mấy nữ hài tử hét trầm lên a à, hạ thiền sợ đến trắng bệt cả mặt tống cửu viên một ánh mắt đi qua tiếng nói mang hàng ý ngậm miệng hạ thiền lúc này mới phát giác tống cửu viên từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo Hắn tỉnh táo ngồi ở đằng kia, dường như tại thờ ơ lạnh nhạt những chuyện này phát sinh, hẳn là hắn đã sớm biết rồi. Tống Cửu Uyên ánh mắt rơi vào khương quán trên thân, chỉ gặp nàng bỗng nhiên xoay người ghé vào con ngựa trên thân, vỗ vỗ con ngựa đầu, "Ngoan, chớ lộn xộn." Nàng đầu ngón tay xoay chuyển, một hạt giải độc hoàng bị ném tiếng con ngựa miệng bên trong. Chương 142. Tống Cửu Uyên có thế đi đường, giải độc hoàng hiệu quả không có nhanh như vậy, khương quán ghé vào con ngựa trên thân không ngừng an ủi trong xe ngựa đầu tống cửu ly dọa đến nhanh khóc cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra a à? đừng sợ tống đại nương tử kỳ thật cũng sợ hãi muốn chết nhưng ở người thân trước mặt cố gắng trấn định tống cửu viên trắng bệt xương tay tiếc nắm chặt lấy xe ngựa vách tường xuôi theo hồ nghi liếc qua nút ở tống cửu ly bên cạnh hạ thiền bỗng nhiên nói cố ý đến cùng là ai thất đức như vậy tống cửu ly càng nghĩ càng sinh khí ai cùng bọn hắn cái này đại thù như thế lớn oán a à? cái này ngựa nổi điên cũng không phải việc nhỏ không chừng có thể sẽ muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn a à, xe ngựa bánh xe hung hăng từ trên một tảng đá lớn đè tới trong xe ngựa tất cả mọi người kém chút bị quăng ra ngoài còn tốt tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị bắt một mực dù là như thế tống cửu ly vẫn là sơ ý một chút ngã tại hạ thiền trên thân cùi chỏ của nàng hung hăng đụng vào hạ thiền trước người đau hạ thiền bốc lên nước mắt hạ thiền ngươi thế nào rồi Tống Cửu Ly ấy nấy nhìn về phía Hạ Thiền, Hạ Thiền liền vội vàng lắc đầu, cô nương, nô tỳ không có việc gì, làm sao lại không có việc gì, nhưng Hạ Thiền cố nén đau ý, một lòng chú ý tình huống bên ngoài, bên ngoài con ngựa cảm xúc đã trở nên bằng phẳng, đại khái là giải độc hoàng có tác dụng, Khương Quán cố gắng cho con ngựa vuốt lông, mà Tống Cửu Thị phối hợp kéo căng dây cương, rốt cục, con ngựa bị khống chế xuống tới, chậm rãi dừng bước lại, Khương Quán lúc này mới phát hiện bọn hắn dường như chạy đến không biết tên rừng cây nhỏ. Trong xe ngựa một mảnh tĩnh mịch, Hạ Thiền nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lại không dám mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người mau xuống đây đi. Khương Quán nhảy xuống xe ngựa, nàng híp mắt mắt nhìn xem Hạ Thiền viện tống đại nương tử xuống xe ngựa. Có cơ hội đối bọn hắn dưới ngựa tay rất nhiều người, nhưng bọn hắn ở giữa khả nghi nhất chính là Hạ Thiền. Khương Quán ánh mắt như có gai ở sau lưng, để Hạ Thiền phi thường không được tự nhiên nàng ép buộc mình buông thõng đầu không cùng khương quán đối mặt đúng lúc này tống cửu uyên từ trên xe ngựa đi xuống không sai chính là đi xuống trừ khương quán tất cả mọi người khiếp sợ trợn to con mắt bị cái ngạc nhiên này đập chóng mặt tống cửu uyên có thế đi đường rồi uyên nhi ngươi có thế đi rồi tống đại nương tử kích động trong mắt chứa đầy nhiệt lệ là vui đến phát khóc nước mắt khẳng định là đại tẩu chữa khỏi đại ca tống cửu ly hưng phấn nhảy dựng lên nhìn về phía Khương Quán trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, Tống Cửu thỉ cũng là như thế, Tống Đại Nương tử càng là lôi kéo Khương Quán tay, thanh âm nhẹ ngào, Quán Quán, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi, Hạ Thiền một mặt ngạc nhiên nhìn qua Khương Quán, lại liếc qua đứng lên Tống Cửu Uyên, trong mắt mang chút hoảng sợ, mẹ, đừng khách khí, Khương Quán trấn an vỗ vỗ Tống Đại Nương tử mu bàn tay, mà Tống Cửu Uyên ánh mắt lạnh rơi vào Hạ Thiền trên thân, cái này ngựa, là ngươi làm đi hắn dùng chắc chắn ngữ khí, dọa đến hạ thiền chân mềm nhũng, lúc này liền quỳ trên mặt đất, vương gia, nô tỳ không có, đại ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi, tống cửu ly trên mặt biểu tình mừng rỡ dần dần nhạt đi, ánh mắt nghi hoặc rơi vào hạ thiền trên thân, hạ thiền khóe mắt có nước mắt xẹt qua, nàng nhìn về phía tống cửu ly, cô nương, nô tỳ từ nhỏ cùng ngài cùng nhau lớn lên, làm sao lại hại ngài cùng người nhà của ngài, nô tỳ không có, ly nhi, cái này sự tình đại ca ngươi đại tổ tự có quyết đoán ngươi đừng nhúng tay tống đại nương tử cũng tỉnh táo tới lúc này không phải cao hứng thời điểm các nàng mới vừa rồi còn kém chút bị hại chết tống cửu ly khó xử liếc mắt hạ thiền đến cùng cũng không nói gì cô nương nô tỳ không có hạ thiền đối tống cửu ly chính là dừng lại mảnh dập đầu hy vọng tống cửu ly có thể giúp nàng không biết có phải hay không là nghe thấy tiếng lòng của nàng một đám người áo đen bỗng nhiên xuất hiện cái này muốn nói là trùng hợp sợ cũng không ai tin. Người áo đen khiếp sợ nhìn qua Tống Cửu Uyên, không nghĩ tới chiến vương thế mà khôi phục, khi càng không thể bỏ mặt hắn trưởng thành. Khương quán tách ra vật tay, còn chưa động tác, chỉ nghe thấy Tống Cửu Uyên nói, quán quán, ngươi nghỉ ngơi đi, giao cho ta, phế lâu như vậy, hắn cũng là thời điểm nên luyện tay một chút a. À, trong một nháy mắt, Tống Cửu Uyên đã cùng những hắc y nhân kia truyền đấu lên, như là đã nhìn thấy hắn đứng lên, vậy những người này liền đều phải ngậm miệng tống cửu thủy đứng tại các nữ nhân bên người bảo hộ lấy mọi người hạ thiền nhìn thấy tống cửu biên thủ đoạn sắc bén những nơi đi qua lưu lại chính là một cổ thi thể nàng dọa đến chân đều nhanh mềm ngã ngã đi dạo đứng lên liền nghĩ tránh bỗng nhiên lại bị khương quán một tay lấy người hao ở chạy cái gì nô tỳ chỉ là sợ hãi hạ thiền bờ môi đều đang phát run trước kia không phải không biết vương gia lợi hại chỉ là chưa hề thấy tận mắt chớ nói nàng liền tống cửu ly đều dọa đến sắc mặt trắng bệch ngược lại là nhu nhược tống đại nương tử tâm lý tố chất cũng không tệ lắm, nhưng cũng không dám nhìn tống cửu uyên bên kia tình hình chiến đấu. Tống cửu uyên trở về rất nhanh, cách đó không xa để lại đầy mặt đất thi thể, mà cầm trong tay hắn thanh kiếm, trên thân kiếm dính đầy máu tươi, hắn ghét bỏ vứt bỏ kiếm, không dùng tốt lắm, lao lao. Khương quán đưa cho tống cửu uyên một khối khăn vuông, tống cửu uyên khóe môi có chút dương lên, tạ ơn. Hắn cầm khăn vuông một chút xíu lau sạch sẽ hắn mỗi một cây ngón tay khương quán, là cái thứ nhất nhìn thấy hắn giết người như ngoé lại còn như thế tỉnh táo nữ nhân, xử lý xong chuyện bên kia, lúc này là việc nhà, Tống Cửu Viên mặt mày lạnh lùng rơi vào hạ thiền trên thân, còn không nói thật sao, một câu liền cho thấy hắn đã không có tính nhẫn nại, liếc qua cách đó không xa thi thể, hạ thiền lại lần nữa bịch quỳ trên mặt đất, vương gia thứ tội, nô tỳ cũng là bị buộc, là những người kia bọn hắn bức nô tỳ làm như thế, thật là ngươi, Tống Cửu Ly không dám tin trợn to con mắt đáy mắt đều là giận dữ, nàng như thế tín nhiệm nàng, còn tìm đại tẩu mượn bạc, không nghĩ tới hạ thiền chính là như thế hồi báo nàng, khương quán cũng không ngoài ý muốn, nàng đã sớm phát giác được hạ thiền cái này người không thích hợp, chỉ là tống cửu ly tính tình ngây thơ, còn phải tiếp tục mài mài một cái, nàng liền làm làm cái gì cũng không biết, nghe vậy hạ thiền khóc nói, thật xin lỗi, cô nương, nô tỳ cũng không nghĩ. Thế nhưng là nô tỳ người nhà đều tại những nhân thủ kia bên trong, nếu như nô tỳ không nghe bọn hắn nô tỳ người nhà khẳng định không gánh nổi hạ thiền khóc trống lên đúng vậy gặp lại qua mỗi một bước đều là giả nàng quả thật bị bán đến qua thanh lâu sau đó lại bị những người kia mang đi mục đích đúng là để nàng trà trộn vào đến tùy thời hoàn thành nhiệm vụ ta không muốn nghe ngươi giải thích tống cửu ly mở ra cái khác mặt mặc kệ nàng lý do là cái gì nàng phản bội nàng là sự thật nếu là nàng thật sự có khó xử có thể ngay từ đầu liền kiếm nàng bí mật giải thích nhưng nàng không có, nói tới nói lui chính là không tin bọn hắn, những người kia là ai. Khương quán con mắt một sai không sai nhìn chầm chầm hạ thiền, hạ thiền lắc đầu, nô tỳ không biết, những người kia chưa từng nói cho chúng ta biết thân phận, bọn hắn đều là từ một nơi bí mật gần đó, hạ thiền, không cho ngươi lại gạt chúng ta, tống cửu ly có chút tức giận, coi là hạ thiền là không muốn nói, cô nương, hạ thiền quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn qua tống cửu ly, nàng chợt buông thõng đầu nói, Nô tỳ vĩnh viễn là cô nương người. Nói xong nàng bỗng nhiên nhặt lên tống cửu uyên mới vứt trên mặt đất kiếm gác ở trên của mình. Chương 143, về sau không nên tùy tiện lại tin tưởng người khác. Cô nương, về sau không muốn lại dễ dàng tin tưởng người khác, trung hiếu khó song toàn, nếu có đời sau, nô tỳ mới hảo hảo hầu hạ ngài. Hạ Thiền, đừng. Tống Cửu Ly con ngươi có chút co rụt lại, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Hạ Thiền đối với mình đủ hung ác, một kiếm xuống dưới, máu như mưa chú kém chút tung tóe đến khương quán trên thân, nàng lui ra phía sau mấy bước, nhíu mày nhìn xem ngã lệch trên mặt đất hạ thiền, trong lúc nhất thời cảm xúc có chút phức tạp, nói hạ thiền tự tư đi, nàng là vì người nhà của mình, nói nàng bất trung đi, nàng dùng mạng của mình để đền bù đây hết thảy, nói cho cùng cũng là người đáng thương, hạ thiền, tống cửu ly nhanh chóng chạy đến hạ thiền trước mặt, hạ thiền đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cô nương, nô tỳ. Vui sướng nhất, thời gian, chính là tại ngày bên người hạ thiền tống cửu ly thương tâm khóc lên loại kia bị phản bội tức giận theo hạ thiền rời đi cũng dần dần tiêu tán tống đại nương tử thở dài đi đỡ tống cửu ly ta nhớ được hạ thiền thân nhân trước kia cũng là chúng ta phủ thượng lần trước bị xét nhà lúc hẳn là cùng một chỗ bị bán ra sợ là bị có tâm người chui chỗ trống về sau nếu là thấy quen thuộc người chúng ta vẫn là muốn đề cao cảnh giác mẹ ta biết Tống cửu ly nhào vào đại nương tử trong ngực khóc lên, hạ thiền là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, nàng làm không được thờ ơ. Khương quán cùng tống cửu uyên liếc nhau một cái, hai người bất đắc dĩ thở dài một cái, động tác lại có chút thần đồng bộ. Cuối cùng tống cửu thị giúp đỡ tống cửu ly đào cái động, đem hạ thiền ngay tại chỗ vùi lấp, xem như toàn các nàng một mảnh chủ tớ tình ý. Chờ tống cửu thị đánh xe ngựa quấn ra rừng thời điểm, ở bên ngoài gặp gỡ sắp tìm điên ôm như ngọc, tống nương tử, các ngươi đi chỗ nào rồi, hắn kém chút coi là mất dấu, ngựa nổi điên, Khương Quán thuận miệng giải thích một câu, không nghĩ tới ôn như ngọc thế mà đối phương mới kia đám người không biết rõ tình hình, đến cùng là lục hoàng tử người chia binh hai đường, vẫn là nói nhìn bọn hắn chầm chầm một người khác hoàn toàn, Khương Quán lâm vào nghi hoặc, lại không quên trước đó nghĩ kỹ sự tình, nàng móc ra mấy bình thuốc cho ôn như ngọc. Giải độc hoàng đã chế xong, làm phiền ôn công tử chuyển giao cho hoa cô nương, chế xong rồi, ôn như ngọc người ngốc, ngay từ đầu thúc nàng là mượn cớ đến tìm khương quán cái này hắn liền đi theo bọn hắn lý do đều không có từng ôm công tử sự vụ bận rộn không chậm trễ ngươi khương quán buông xuống xe ngựa rèm một bộ cự tuyệt quấy rầy bộ dáng ôm như ngọc bị mất mặt chỉ có thể mệt mỏi rời đi trên xe ngựa tống đại nương tử tại trấn an tống cửu ly một hồi lâu nàng cảm xúc mới chậm tới cầm khăn xoa xoa môi nhìn về phía khương quán nói đại tẩu thật xin lỗi ta cho ngươi tìm phiền toái, trước đó ta không nên đem hạ thiền mang về, bằng không thì cũng không có nhiều chuyện như vậy, gặp nhau không bằng hoài niệm, bây giờ dạng này chỉ là tăng thêm phiền não, không cần nói với ta thật có lỗi, không có hạ thiền cũng sẽ có xuân thiền thu thiền, khương quán không quan trọng nhún vai, tống cửu viên là người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không có phiền phức nàng mới kỳ quái đâu, chúng ta như là đã rời đi kinh đô, quá khứ hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Tống cửu viên bỗng nhiên mở miệng, về sau muốn nhằm vào ta người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, các ngươi nếu là không tăng cao cảnh giác, ta cứu người cũng không kịp. Lời này để tống cửu ly gương mặt xinh đẹp đỏ lên, lộc bột há mồm nói, đại ca đại tẩu, ta ghi nhớ, từng, tống cửu viên khẽ vuốt cầm, bây giờ hắn đã khôi phục, người trước có lẽ còn muốn cài bộ dáng, nhưng ở người một nhà trước mặt, hoàn toàn có thế tự gánh vác, trước đó con ngựa nổi điên, bọn hắn chệt hướng đại lộ, lúc này lại lần nữa tìm đúng đường. Không đầy một lát công phu liền đuổi kịp Lưu Vong đội ngũ, Nhậm Bang thấy bọn hắn rất kinh ngạc. Vốn cho là bọn họ ở phía trước, không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn rơi tại phía sau bọn họ. nửa đường đi nhầm đường, quấn một vòng. Khương Quán thuận miệng giải thích một câu, Nhậm Bang cũng không có cái khác ý kiến, thương lượng với bọn họ ban đêm nghỉ ngơi địa phương. Khương Quán mắt sắc tuyệt không phát giác lão tống nhà nhị phòng người, nàng cũng không hỏi nhiều. Tận tới đêm khuya nghỉ ngơi, tối nay tình huống không giống bọn hắn là tại giả ngoại qua đêm, lân cận không có người nào khói, khương quán các nàng cũng không tốt đi tá túc, nói chung bởi vì hạ thiền sự tình, tống cửu ly cảm xúc một mực không quá cao, tống đại nương tử chỉ có thể giúp đỡ nàng cùng một chỗ làm cơm tối, khương quán thực sự không muốn xem nàng lôi kéo một gương mặt, xoay người đi trong rừng, nàng vốn là muốn đi không gian làm điểm ăn ngon ra tới, kết quả vận khí tốt đụng vào một con sơn dương, khi nàng tự nhiên không khách khí. Khương quán tay nhỏ kéo một phát, Sơn Dương liền bị nàng ngay tại chỗ giải quyết, nàng cao hứng dơ lên môi, chờ Tống Cửu Ly rửa sạch cái nồi, liền nhìn thấy Khương Quán kéo lấy một con Sơn Dương trở về, đám người, còn trên đời còn có cái gì là Khương Quán sẽ không sao, không, không có, ta muốn ăn thịt dê cái nồi, Khương Quán đem Sơn Dương ném cho Tống Cửu Ly, bận rộn là chuyển di cảm xúc phương pháp tốt nhất, quả nhiên, Tống Cửu Ly phút chốc trợn to con mắt, khiếp sợ vây quanh Sơn Dương, đại tẩu, ngươi cũng quá lợi hại đi đừng nói nhảm, trơn chu điểm. Hiển nhiên Tống Cửu Uyên cũng minh bạch Khương Quán Ngọc lòng, nếu không phải ngay trước mặt mọi người, hắn đều muốn đi trong rừng chạy một vòng. Tốt, Tống Cửu Ly tay chân vụng về bận rộn lên, Tống Cửu Thỉ cùng Tống Đại Nương tử trợ thủ, mà Khương Quán từ trên xe ngựa lật ra chờ chút muốn dùng gia vị, nàng muốn ăn thịt dê nồi lẩu, mặc dù không có nồi lẩu đáy liệu, nhưng nàng có thể dùng gia vị chế một chút, ngẫm lại cũng nhanh muốn hương rơi đầu lưỡi á chờ tống cửu ly xử lý tốt thịt dê khương quán đã tìm đủ tất cả gia vị còn đặc biệt làm đi mùi tanh lưu lại nửa bên thịt dê một nửa kia dùng để làm thịt dê nồi lẩu khương quán bận bịu quên cả trời đất tống cửu ly vui vẻ đánh lấy xuống tay hiển nhiên đã đem chuyện lúc trước tạm thời lãng quên thịt dê muốn hầm nát một chút mới tốt ăn cho nên khương quán tiêu tốn thật dài thời gian trong lúc đó khi đói bụng nàng cho mọi người một người phân một chút hoa quả ăn tống nương tử trần sách cho bọn hắn đưa một chút củi lửa thuận thế đối khương quán cùng tống cửu uyên nói tống gia nhị phòng người buổi sáng liền cùng chúng ta đi một trận cũng không biết chuyện gì xảy ra nửa đường toàn gia người liền rời đi rời đi rồi khương quán nhìn về phía tống cửu uyên kỳ thật nàng không chút để ở trong lòng dù sao nàng cũng không quan tâm đối phương tống cửu uyên nhíu mày đa tạ cái này sự tình ta ghi lại mấy người kia cuối cùng không phải người tốt lành gì sợ là sợ người sau lưng lợi dụng bọn hắn làm yêu không cần cảm ơn trần sách khờ khờ cười cười trần văn hạo bỗng nhiên hô lớn cha mẹ đau bụng hắn ngay tại cách đó không xa hô dọa đến trần sách co cẳng liền chạy trần nương tử thế nhưng là cái phụ nữ mang thai khương quán nhanh lên đem cái nồi đưa cho tống cửu ly ngươi nhìn một chút đồ ăn ta đi qua nhìn xem đại tẩu ngươi nhanh đi nơi này giao cho ta là được tống cửu ly lúc này ngược lại là ổn trọng không ít khương quán đối tống cửu viên nhẹ nhàng gật đầu hướng phía cách đó không xa Trần Nương Tử đi đến, chương 144, tống cửu viên chân hẳn là khôi phục, Trần Nương Tử mới hẳn là tại thổi lửa nấu cơm, lúc này co ro thân thể nằm trên mặt đất, Trần Sách sốt ruột bận bịu hoảng đem người ôm vào trong ngực, một mặt vội vàng nhìn về phía Khương Quán, Vương Phi, ta xem một chút. Khương quán đầu ngón tay rơi vào mạch đập của nàng bên trên, rất nhanh liền rút tay rời đi, từ ngân châm trong bọc xuất ra một cây ngân châm có chút một đâm, trần nương tử liền phát giác không có đau như vậy, nàng chậm rãi nhìn qua Khương Quán, Vương Phi, ngươi lại cứu ta một lần, không phải để ngươi thật tốt tỉnh dưỡng sao, Khương Quán nhíu lại mi tâm, hiển nhiên có chút không quá cao hứng, nàng không thích bệnh nhân không đem thân thể của mình coi ra gì, Trần Nương tử lòng bàn tay rơi vào trên bụng, khổ sở mà nói, ta chính là nhìn hài tử cha hắn quá cực khổ, nghĩ đến lúc này cũng quá mức ba tháng, tìm nghĩ lấy giúp đỡ chút, làm sao biết ta thân thể này yếu như vậy. Nàng ngay cả mình đi đường đều ít, khoảng thời gian này cơ bản đều là nam nhân đẩy xe ba gác, trong lòng thực sự băn khoăn. Vương Phi, nương tử của ta thân thể, trần sách rất khó chịu, trong lòng không phải là không có hối hận qua, nếu như không có đứa bé này, có lẽ nương tử sẽ tốt hơn nhiều, nhưng hắn không muốn nhìn thấy nương tử biểu tình thất vọng. Khương Quán có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía bên cạnh mặt mũi tràn đầy lo lắng Trần Văn Hạo, yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn, ta quay đầu cho nàng làm điểm giữ thai viên thuốc ăn ăn một lần, vẫn là câu nói kia, nhiều chú ý nghỉ ngơi, tốt, đa tạ vương phi, trần nương tử dùng sức gật đầu, lần này nàng thật sự là cái gì cũng không dám làm, tạ ơn vương phi di, trần văn hạo nãy thanh nãy khí nói lời cảm tạ, còn đặc biệt đưa cho khương quán một chùm hoa dại, đây là hắn mới trên đường hái, trừ cái này, hắn cũng lấy không được cái khác ra dán tạ lễ nha, khương quán ý cười đầy mặt tiếp nhận hoa dại, văn hạo tuổi còn nhỏ tâm tư như vậy thông thấu sau khi lớn lên không lo tìm không thấy nương tử nha. Treo gẹo để Trần Văn Hạo khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, nàng lại bưng lấy hoa dại trở về, thịt dê nồi lẩu đã hầm tốt, nàng để tống cửu ly cho người Trần Gia đưa chút đi qua. Tống cửu viên ánh mắt lại rơi tại Khương Quán trong tay hoa dại bên trên, hoa này, Văn Hạo tặng cho ta, Khương Quán lung lay trong tay hoa, còn rất đẹp, Văn Hạo tiểu tử này không sai, ta thế nào cảm giác, Tống cửu viên sâu kín trả lời một câu, buông thỏng xương tay tiếc có chút nắm chặt, tống đại nương tử dở khóc dở cười không cao hứng nghĩ tiểu tử ngốc này a à, liền tiểu hài giấm đều ăn nào đó tiểu tử ngốc cũng không biết cái này hắn lúc này trong tay bưng bát nóng hổi thịt dê hô thơm quá thương quán nếm miệng thịt dê nguyễn hương dừng lại tại giữa răng môi để người dư vị vô cùng cái này trời rất lạnh có thế ăn được nóng như vậy bừng bừng thịt dê thật sự là một loại hưởng thụ ăn ngon thật tống cửu ly tính tạm thời quên đi hạ thiền Thuận tiện bị cái này hương rơi đầu lưỡi thịt dê câu đi toàn bộ tâm tư, mùi thơm này câu phải cách đó không xa đám người nhịn không được lặng lẽ nuốt nước miếng, Khương Quán đối Tiểu Đặng vẫy vẫy tay, "Khương tỷ tỷ, Tiểu Đặng vẫn là như lúc trước đồng dạng gọi nàng, cho dù nhậm ban nhắc nhở qua mấy lần, nhưng đối Tiểu Đặng đến nói, Khương Quán chính là lúc trước cái kia cứu tính mạng hắn tri tâm đại tỷ tỷ, đến, ngươi cùng nhâm đại ca một người một bát, bưng đi qua ăn." Khương Quán không phải cái hẹp hòi, chẳng qua quan sai nhiều người như vậy, nàng cũng không cách nào từng cái bận tâm. Dù vậy, tiểu đặng cũng cao hứng thấy răng không gặp mắt, tạ ơn Khương tỷ tỷ. Hắn hí ha hí hững bưng hai bát thịt dê đi xa, bước chân thậm chí còn có chút lơ mơ, nhìn Khương quán dở khóc dở cười, đợi nàng ăn xong thịt dê, cũng chưa quên đáp ứng trần nương tử sự tình, từ trong xe ngựa cầm dược liệu. Khương quán liền ngay tại chỗ bắt đầu bào chế dược liệu, may mắn giữ thai hoàng đối với nàng mà nói không phải việc khó gì nàng rất nhanh liền làm tốt cho người trần gia. Tối nay giả ngoại có chút lạnh, mọi người dứt khoát đều leo lên xe ngựa nghỉ ngơi, trong xe ngựa có thật dày tấm thảm cùng chăn bông, bên ngoài sinh lửa, lúc này mới cảm giác không có lạnh như vậy. Người một nhà ngủ thiếp đi, khương quán ý thức trong không gian chơi đùa dược liệu, trong dược điền dược liệu không ít, nàng một mực không có thời gian xử lý, lúc này vừa vặn có thể bào chế chút. Lúc này Tống Cửu Viên đã khôi phục cái bảy tám phần, Khương Quán người liền không có tiếng không gian, sợ kinh động hắn, mà đổi thành bên ngoài một bên, phục linh như cũ tại nghiên cứu khương quán trước đó gói thuốc. lục hoàng tử vẻ mặt tươi cười, phục linh, bản vương tìm chút đồ ăn ngon, ngươi mau tới đây nếm thử. đa tại điện hạ, chẳng qua ta lúc này đang bận. phục linh không có gì tâm tư cùng lục hoàng tử mặt mày đưa tình, thật tình không biết đây là hoa hiểu tha thiết ước mơ, mình thích nam nhân không ngừng gặp khó, hoa hiểu trong lòng dân lên khó tả phẫn nộ. phục linh cô nương. Ngươi biết điện hạ vì những cái này ăn uống kéo lấy khó chịu thân thể tự mình đi thu thập nguyên liệu nấu ăn sao, nàng trong lời nói đều là lên án, để lục hoàng tử có chút cảm động, không nghĩ tới cái này hoa hiểu làm việc bất lợi, ngược lại là cái lòng nhiệt tình, còn biết đau lòng hắn, Phục Linh thả tay xuống bên trong gói thuốc, ấy nấy nhìn về phía lục hoàng tử, điện hạ, Phục Linh cũng là vì điện hạ đại nghiệp, đã, không cần không cần, ngươi làm việc của ngươi, lục hoàng tử biết được Phục Linh là vì mình lập tức thỏa mãn khoát tay, đối bên cạnh Hoa Hiểu nói, ngươi ăn đi, đa tại điện hạ. Hoa Hiểu cắn răng đáp ứng, có chút bất mãn trừng mắt liếc cách đó không xa Phục Linh. Mặc dù nàng xác thực rất chờ mong lục hoàng tử ban thưởng, nhưng lúc này nàng luôn có một loại nhặt người khác đồ không cần cảm giác. Đúng vào lúc này, Ôn như ngọc mang theo giải độc hoàng trở về, lục hoàng tử thần sắc càng thêm không tốt, ngươi làm sao cũng trở về rồi, viên thuốc chế xong. Ôn như Ngọc cũng muốn mượn cớ lưu lại, Mấu chốt là hắn phát giác được tống cửu biên dường như biến hóa rất lớn, hắn vội vàng nói, điện hạ, thuộc hạ là có chuyện quan trọng muốn báo, nói, lục hoàng tử tâm tình không tốt, hiển nhiên đối với hắn có ý kiến, ôm như ngọc cắn răng nói, thuộc hạ cảm thấy tống cửu biên chân hẳn là khôi phục, cái gì, lục hoàng tử triệt để ngồi không yên, tàn phế tống cửu biên hắn đều không làm gì được, huống chi một cái hoàn hảo vô khuyết hắn, khương quán ngay trần nhà đều có thể chữa khỏi, không có đạo lý trị không hết tống cửu biên chân, Ôn Như Ngọc phân tích đạo lý rõ ràng, để Lục hoàng tử càng là dâng lên tràn đầy cảm giác nguy cơ. Ngươi nói đúng, là phải làm cho người tiếp tục thăm dò thăm dò. Lục hoàng tử gật đầu, liếc qua bất thành khí hoa hiểu cùng Ôn Như Ngọc, tức giận nói, các ngươi đều là gương mặt quen, xem ra muốn đổi người đi thử xem. Khương Quán nhưng không biết Lục hoàng tử lại tại tính toán cái gì, mơ mơ màng màng nàng phát giác được bên cạnh có người giật giật, chờ người kia ra xe ngựa. Khương Quán lúc này mới mở mắt ra, là Tống Cửu Uyên, xem ra hắn là ra ngoài có việc, đây càng thuận tiện Khương Quán, nàng dứt khoát trực tiếp đi không gian, trong không gian ăn uống thả cửa hưởng thụ xong lại liên tục không ngừng ra tới, thời gian bấm đốt ngón tay vừa vặn, Tống Cửu Uyên mang theo cả người hàng khí tiến đến. A, à, Khương Quán đưa cho hắn một cái túi nước, bên trong là nóng hầm hập nước, Tống Cửu Uyên trong lòng ấm áp, tạ ơn, đừng khách khí, thuận tay mà thôi. Khương Quán trở mình không nhìn hắn trong xe ngựa rất yên tĩnh, rất nhanh liền vang lên trả rít tiếng hít thở, chương 145, nếu không sớm cùng tống cửu uyên hòa ly a, tuyết rơi, khương quán tỉnh lại lúc liền nghe tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, nàng dụi dụi con mắt, bên cạnh tống cửu ly đã kéo ra xe ngựa rèm, bên ngoài bông tuyết bồng bềnh, đẹp vô cùng, nhưng mà lưu vong đội ngũ người lại cũng không vui vẻ, bởi vì tuyết rơi mang ý nghĩa lạnh hơn, đơn bạc quần áo căn bản là ngăn không được gió lạnh, cũng không có biện pháp phạm nhân tóm lại không thể trôi qua quá thoải mái. Một lần nữa lên đường, Tống Đại Nương tử đưa cho Khương Quán một cái bọc nhỏ, Quán Quán, mau mở ra nhìn xem. Được, Khương Quán cũng không biết nàng chuẩn bị chính là cái gì, nàng hiếu kỳ mở ra, liền nhìn thấy bên trong mềm mềm thỏ lông thăng quàng cổ. Ta dùng ngươi lúc trước đánh thỏ rừng thỏ lông làm, Tống Đại Nương tử mặt mũi tràn đầy từ ái, Nương sẽ làm đồ vật không nhiều, có chút thô ráp, ngươi cũng chớ để ý, ta đương nhiên sẽ không để ý. Khương Quán đuôi mắt đỏ lên, nàng kiếp trước không có cha mẹ tình duyên, đời này không nghĩ tới có thể cảm nhận được một vị mẫu thân chân tâm thật ý yêu. Tống đại nương tử đem khăn quàng cổ bọc tại Khương Quán trên cổ, Quán Quán mang theo thật là dễ nhìn, ngươi thích không? Thích lắm, Khương Quán vô cùng cao hứng gật đầu, lôi kéo Tống đại nương tử khuỷu tay, mẹ, nếu không ta khi ngươi con gái nuôi đi, đứa nhỏ ngốc, ngươi bây giờ chính là ta người nhà họ Tống, cùng ta khuê nữ khác nhau ở chỗ nào? tống đại nương tử phốc phốc cười ở trong mắt nàng bây giờ khương quán vị trí cùng tống cửu ly là đồng dạng khương quán liếc qua tống cửu uyên nàng ý tứ tự nhiên là hòa ly về sau a chẳng qua cái này sự tình còn không thể nói ra chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói ngược lại là tống cửu ly nghe vậy miết miệng mẹ ngươi là gạt người đi khoe nữ ta nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy đương nhiên nàng cũng không phải sinh khí mà là cố ý trêu ghẹo tống đại nương tử đại nương tử không cao hứng điểm một cái trán của nàng, yên tâm, thiếu không được ngươi, chỉ là cái này da lông có hạn, ta trước tăng cường ngươi đại tẩu làm, nghỉ ngơi thời điểm ta liền đi đánh thịt rừng, khương quán đem chuyện này nhớ ở trong lòng, lại bị tống đại nương tử ngăn cản, chúng ta còn có lương thực, mấy ngày nay ngươi đừng đi trong núi, thời tiết rét lạnh còn có tuyết rơi, chúng ta muốn sớm đi đến mới tốt a. À. Nói lên cái này tống đại nương tử cũng sinh khí, nếu như không phải cẩu hoàng đế cố ý để bọn hắn chờ lấy lưu vong đội ngũ, bọn hắn chỉ sợ đánh xe ngựa đã sớm đến mục đích, ta sẽ thêm chú ý, khương quán miệng bên trong ngược lại là ứng với, trong lòng lại nghĩ đến muốn bao nhiêu làm một chút, thực sự không được nàng liền từ không gian làm chút có sẵn tồn kho ra tới, cũng không thể để mọi người cùng nhau đều chịu đông lạnh, nàng chưa kịp vuốt ra cái cớ đến, tuyết rơi càng thêm lớn, từ vừa mới bắt đầu tuyết lông ngỗng biến thành bông tuyết bay múa, xa xa xa. Trong đó dường như còn kèm theo băng hạt đậu, Khương Quán Nhịn không được nhíu mày, xem ra con đường sau đó không dễ đi. Tống Cửu Uyên nghĩ nghĩ, đối Tống Cửu thị nói, ngươi cùng những cái kia quan sai nói một tiếng, tìm một chỗ tránh tránh tuyết đi. Được rồi, đại ca." Tống Cửu thủy vội vàng chuyển đạt Tống Cửu Uyên ý tứ, hắn là vương gia, về sau vẫn là đất phong chủ nhân, nhậm ban bọn hắn tự nhiên sẽ nghe hắn. Kết quả để người rất bất đắc dĩ, lại đi ước chừng nửa canh giờ mắt thấy trên mặt đất chất đầy tuyết, vẫn là không có nhìn thấy tránh tuyết địa phương, con ngựa đi lại tốc độ cũng chậm lại, thật sự là nhà dột còn gặp mưa, tống đại nương tử thở dài, trong mắt che kín vẻ u sầu, mẹ, phía trước khẳng định có người, khương quán bỗng nhiên mở miệng, nàng mắt sắc, thoáng nhìn cách đó không xa bốc lên khói bếp, có người ở địa phương mới có khói bếp, các nàng khẳng định rất nhanh liền có thể tìm tới chỗ đặt chân, vậy chúng ta tăng thêm tốc độ. Tống cửu thỉ vội vàng kích động nắm chắc dây cương, đi gần, bọn hắn phát hiện bên kia tựa hồ là cái trang tử, xe ngựa dừng ở trang tử cửa chính, tống cửu thỉ đập vang đại môn, rất nhanh liền ra tới một cái đại gia, các ngươi có việc, đại gia sắc mặt nghiêm túc, là cái lòng nhiệt tình, tuyệt không đuổi người, Khương Quán cười nói rõ ý đồ đến, đại gia, chúng ta đi đường trên đường gặp gỡ tuyết lớn, có thể hay không tại các ngươi trang tử tá túc một đêm, ta không làm chủ được, phải hỏi một chút đông gia đại gia có chút khó khăn khương quán y nguyên mặt mũi tràn đầy cười tốt kia làm phiền ngươi hỗ trợ thông báo một tiếng đại gia đi vào không đầy một lát lại cười mị mị mở ra đại môn chúng ta đông gia thiện tâm nguyện ý để các ngươi tá túc chẳng qua chuyện xấu nói trước các ngươi chỉ có thể đợi tại chỉ định viện tử cũng không thể đi loạn yên tâm chúng ta không phải người gây chuyện tống cửu ly vội vàng cam đoan bọn hắn liền bị mang vào trang tử đại gia đi ở phía trước đúng vào lúc này khương quán bỗng nhiên liếc về một đạo thân ảnh quen thuộc còn chưa chờ nàng mở miệng đối phương trước chú ý tới bọn hắn là các ngươi cái này người là lâm quản gia giờ phút này nhìn thấy khương quán bọn hắn mười phần chấn kinh khương quán cũng biểu thị rất kinh ngạc lâm quản gia nếu là công tử biết là tống nương tử hắn nhất định sẽ thật cao hứng lâm quản gia vội vàng nhỏ giọng phân phó bên cạnh gã sai vặt một câu kia gã sai vặt rất chạy mau không có thân ảnh tống cửu biên vô ý thức nhíu mày Lâm quản gia cũng đã nhiệt tình kêu gọi bọn hắn, "Tống nương tử, có bất kỳ cần cứ việc nói, đa tạ." Khương quán cũng không có nghĩ đến duyên phận thế mà xảo diệu như vậy, lúc đầu đều đã cùng Lâm Đình Ngọc không có gặp nhau. Đang nghĩ ngợi, nhận được tin tức Lâm Đình Ngọc mặt mũi tràn đầy kích động đi tới, dựa theo Khương quán cho phương tử trị liệu về sau, hiện tại Lâm Đình Ngọc nhìn thân thể khỏe mạnh, hắn hất lên thuần trắng áo khoác, mặt mũi tràn đầy kích động đi vào Khương quán trước mặt, "Tống nương tử, quấy rầy Lâm công tử, Tống Cửu Uyên yên lặng lên tiếng đánh gãy hai người giao lưu, Lâm Đình Ngọc lúc này mới thu hồi rơi vào khương quán trên người ánh mắt, gặp qua Vương gia Vương phi, xem ra hắn đã biết Tống Cửu Uyên bị đặc xá sự tình, cả đám thế mới biết tá túc thế mà là Vương gia Vương phi, từng cái hoảng sợ hành lễ, Tống Cửu Uyên mặt mày bên trong nhiễm lên ý cười, chúng ta là đến tá túc, đều không cần đa lễ, đang khi nói chuyện Lâm Đình Ngọc sai người cho bọn hắn đổi một cái càng lớn viện tử, Khương Quán nhỏ giọng nhắc nhở, chờ một chút quan gia có thể sẽ mang theo người tới tá túc, những cái kia bị lưu vong người ngay tại phía sau. Lâm Đình Ngọc khẽ gật đầu, Vương Phi yên tâm, tại hạ biết nên làm như thế nào, không giống với ôn như Ngọc giả vờ ôn nhu, hắn là chân chính mạch thượng nhân như Ngọc, tính tình ôn hòa. Khương Quán rất yên tâm, đi theo Lâm Quản gia vào ở cho bọn hắn an bài viện tử, viện này rất lớn, bọn hắn có thể một người một cái phòng. Vương Phi một cái thị nữ đi theo Khương Quán sau lưng, muốn giúp Khương Quán thu thập hành lý, bị Khương Quán cự tuyệt, ta tạm thời không cần người hầu hạ, ngươi đi đi. Được rồi, Vương phi." Thị nữ bất đắc dĩ rời đi, nhìn qua bên ngoài bông tuyết, Khương Quán lâm vào xoắn suyết, khí trời lạnh như vậy, nàng có chút không quá nghĩ đi đường, nếu không sớm cùng Tống Cửu Uyên hòa ly a. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, nhấc chân đi phòng cách vách, Tống Cửu Uyên đang ngồi ở bên cửa sổ, nam nhân chiều cao như ngọc thanh tuyển mặt mày bên trong sen lẫn nhàn nhạt ưu sầu, còn rất đẹp, Khương Quán thu liễm lại đáy mắt kinh diễm, nói ngay vào điểm chính, Tống Cửu Uyên, ngươi còn nhớ rõ trước đó đã đáp ứng ta hòa ly sách sao, chương 146, tiểu tài mê, không như vậy, như thế nào giữ được ngươi, chưa quên, Tống Cửu Uyên tay áo hạ năm ngón tay thành trảo, cực lực khống chế lại mình bạo ngược tâm tình, nhưng mà Khương Quán tuyệt không phát hiện, nàng mỉm cười nói, ta nghĩ tới nghĩ lui có chút không yên lòng vừa vặn lúc này nghĩ ở người ta trang tử bên trên, ngươi đem hòa ly sách cho ta đi, tống cửu uyên, hắn cục mắt xuống, che khuất đáy mắt ảm đạm, trầm mặt mấy giây lúc này mới nói, cũng tốt, xác thực không nên chậm trễ ngươi quá lâu, bút mực ta đều chuẩn bị kỹ càng, khương quán không kịp chờ đợi tại tống cửu uyên trước mặt mở ra bút mực, động tác một mạch mà thành, nhìn qua nàng một mặt khuôn mặt nhỏ, tống cửu uyên chỉ cảm thấy tim giống như là bị người níu lấy một loại đau nàng cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, cũng được, trước kia là hắn thương nàng quá sâu, về sau hắn mới hảo hảo đền bù, tranh thủ để hòa ly sách sớm ngày hết hiệu lực, tống cửu viên cầm bút mực chậm rãi viết xuống hòa ly sách, khương quán cười mặt mày công công, vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thế khôi phục sự tự do, khương quán khóe miệng liền bắt đầu điên cuồng dương lên, tống cửu viên, cầm hòa ly sách ta, đúng rồi. Tống cửu viên đánh gãy Khương Quán, tại hòa ly trên sách đè xuống dấu tay của mình, đi theo chúng ta lưu vong, là ngươi chịu khổ, khoảng thời gian này ngươi chiếu cố người nhà của ta rất nhiều, ta cũng không có gì tốt báo đáp, trước đó còn giấu chút tài sản riêng, ta đã để người toàn bộ chuyển dời đến mang hoang, đến lúc đó phân ngươi một nửa, thần sắc hắn hết sức chăm chú, không giống như là đang nói giỡn, vừa còn muốn cùng hắn mỗi người đi một ngã khương quán nháy mắt dơ lên nụ cười, nhăn nhó nói, cái này, này làm sao có ý tốt đâu nhìn thấy trong mắt nàng ánh sáng, tống cửu Viên đem hòa ly sách đưa cho Khương Quán, u ám đáy mắt nhiều hơn mấy phần ý cười, không có gì ngượng ngùng, đây là ngươi nên được quà tặng. Khương Quán nghĩ đến bên ngoài trời đông giá rét, há mồm nói, đa tạ, chỉ là ta, kỳ thật cũng không có nhiều đồ vật. Tống cửu Viên lòng bàn tay lẫn nhau xoay nghiền, phản phất lơ đảng nói, cũng liền mười mấy nhà cửa hàng, hơn mười trương kỳ trân dị bảo. Khương Quán, nàng kinh ngạc trợn to con mắt, lập tức nói, vậy liền đa tạ vương gia hào phóng quà tặng, từng, tống cửu biên khóe môi nhẹ nhàng dương lên, người ta đến cùng vợ chồng một trận, mặc dù không có duyên phận, cũng có thế tính người bằng hữu, về sau tại ta đất phong ngươi nếu là có chuyện gì khó xử, cứ tới tìm ta là được, tốt, khương quán vô cùng cao hứng gật đầu, trong mắt đều là ánh sáng, xem ở tống cửu viên ly hôn tài sản bên trên. Nàng liền miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp tục đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi, đợi đến mang hoang cầm tới đồ vật, Nàng chính ở đằng kia mua cái viện tử cẩu qua Bảo Tuyết, nàng tâm tình không tệ, tự nhiên không có chú ý tới Tống Cửu Viên đáy mắt xẹt qua dị dạng, Tiểu Tài Mê, nếu là không như vậy, lại như thế nào giữ lại được ngươi đây? Vương gia vương phi, Lâm Đình Ngọc đứng ở ngoài cửa gõ cửa, Khương Quán vô cùng cao hứng đem Hòa Ly sắc nhét vào trong túi, kỳ thực ném vào không gian, làm sao rồi? Khương Quán mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình của mình, nhưng Lâm Đình Ngọc vẫn là phát giác được nàng yêu thích Chúng ta trang tử đằng sau có vài chỗ thiên nhiên suối nước nóng, vương gia cùng vương phi cần phải đi ngâm ngâm. Suối nước nóng, Khương Quán đôi mắt lại là sáng lên, trong mong nhìn về phía Tống Cửu Uyên, biểu tình kia không một không cho thấy nàng muốn đi a. À. Tống Cửu Uyên bờ môi thấm lấy ấm áp, cười nói, đi, ngươi kêu lên nương cùng Ly Nhi cùng ngươi một cái ao. Tốt, Khương Quán cao hứng cực, từ Lâm Đình Ngọc tự mình mang theo bọn hắn đi phía sau núi suối nước nóng, trên núi có mấy cái thiên nhiên hồ suối nước nóng bị người Lâm gia đem bố trí vì nhà mình hồ suối nước nóng có thị nữ đem khương quán các nàng đưa đến một chỗ ao vương phi đến cảm nhận được bên trong xuất hiện lượng lờ nhiệt khí khương quán tâm tình thư sướng tốt vậy ngươi đi xuống trước đi đại tẩu thật là ấm áp a à, mau xuống đây tống cửu ly không kịp chờ đợi hạ ao treo đến tống đại nương tử dở khóc dở cười ngươi như thế gấp gáp làm cái gì nói tới nói lui nàng cùng khương quán cũng chậm rãi hạ hồ suối nước nóng cái này ao bên cạnh tu kiến bình phong, có thế rất tốt che lại hết thảy, là lấy khương quán đặc biệt yên tâm. Trời rất lạnh có thế có như thế thiên nhiên một cái ao ngâm tắm, quả thực dễ chịu đến cực hạn, cảm nhận được tứ chi truyền đến ấm áp, khương quán thậm chí nghĩ tại nàng không gian làm như thế một cái ao, thật thoải mái a à. tống cửu ly than thở một câu, có thị nữ bưng tới hoa quả nước trà điểm tâm đặt ở một bên, một đoạn trắng muốt thủ đoạn vất qua nước ấm, khương quán cầm lấy chén rượu bên cạnh rót chén rượu quán quán tống đại nương tử quýnh lên nhưng đã muộn khương quán uống một muộn rượu đôi mắt nhất thời lại là sáng lên mẹ là rượu trái cây tốt ấm người thể cái này lâm đình ngọc còn thật biết giải quyết ta cũng muốn uống tống cửu ly cũng uống một chén lập tức hưng phấn hô mẹ dễ uống ngươi cũng tới một chén không được các ngươi uống đi tống đại nương tử bất đắc dĩ thở dài nàng cũng không dám lại uống vạn nhất cái này hai tiểu cô nương có chuyện gì nàng cũng có thể chăm sóc các nàng, mà Khương Quán liên tiếp uống mấy chén, đợi nàng cảm thấy đầu có chút chóng mặt thời điểm, lúc này mới hậu tri hậu giác, đây không phải nàng nguyên bản thân thể, sợ là nguyên chủ thân thể tử lượng không được, Khương Quán dứt khoát cầm bên cạnh khăn tắm bao vây lấy thân thể, mẹ, ta đi thay quần áo, nhìn nàng ngữ khí bình thường tuyệt không có bất kỳ không đúng, tống đại nương tử nhẹ gật đầu, tốt, ta lập tức liền đến, từng. Khương quán nhấc chân đi lên bờ, nàng nhớ kỹ mới thị nữ kia nói quần áo liền đặt ở bên cạnh gian phòng, khương quán vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương, cái này rượu trái cây hậu kình thật to lớn, xem ra nàng về sau vẫn là muốn chú ý một chút, khương quán suy nghĩ lung tung, tuyệt không phát giác được mình đi lối rẻ, nhìn thấy đồng dạng kiến trúc, vô ý thức đẩy ra màn che, một giây sau xuất hiện ở trong mắt chính là là đồng dạng hồ suối nước nóng, mà tống cửu biên từ trong nước toát ra cái đầu, tống. Tống Cửu Uyên, Khương Quán giật mình, vốn định nhanh chóng quay người rời đi, kết quả dưới chân trượt đi, thân thể liền hướng phía trong suối nước nóng đầu rớt vào. Tống Cửu Uyên cơ hồ là vô ý thức đem người tiếp được, bốn mắt nhìn nhau, Khương Quán cả người đều ngốc, nếu không phải biết mình không phải cố ý, nàng đều nên hoài nghi mình là ôm ấp yêu thương, ta đi nhầm địa phương. Khương Quán vô ý thức nghĩ đẩy ra Tống Cửu Uyên, xả chết trục cổ lại ngồi xổm ở hồ suối nước nóng mặt khác một bên nàng toàn thân cao thấp trừ tận cùng bên trong nhất quần áo, liền khoác kiện khăn tắm, quá xấu hổ, nhưng mà tống cửu viên tay rất căng, cánh tay của hắn vòng tại nàng eo thon chi bên trên, ta biết, quán quán, mặc dù cho hòa ly sách, nhưng quán quán trong lòng nên còn không bỏ xuống được hắn, chỉ là quá thương tâm mới muốn rời đi, hắn lý giải nàng phức tạp tâm tình, thương quán, nàng một mặt mộng nhìn qua hắn có chút mông lung mặt, không biết có phải hay không là uống rượu nguyên nhân. Khương Quán đầu óc giống như là biến thành bột nhão, ngươi biết cái gì, ngươi uống rượu rồi. Cách gần chút, Tống Cửu Uyên tùy tiện liền nghe đến trên người nàng mơ hồ mang theo chút rượu khí, nàng đây là mượn rượu tiêu sầu, liền một chút xíu. Khương Quán so cái to bằng móng tay đồng dạng động tác, nghiêng đầu bộ dáng không hiểu để Tống Cửu Uyên trong lòng mềm nhũng. Chương 147, chết đi người lại sống rồi, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Tống Cửu Uyên muốn đem Khương Quán ôm, kết quả Khương Quán một tay lấy người đẩy ra không cần, chính ta có thể làm. Nói nàng liền tự mình đứng dậy, kết quả chân mềm nhũng, lại trượt đến Tống Cửu Uyên trong ngực. Tống Cửu Uyên, đón nàng mê ly đôi mắt, biết rõ đây không phải hành vi quân tử, nhưng Tống Cửu Uyên vẫn là đem người đỡ lấy. Trong mắt dư quan chạm tới một vòng trắng, Tống Cửu Uyên tay mắt lanh lẹ mò lên khăn tắm tròn tại trên người nàng. Quán quán, ừm, Khương Quán cũng không biết giờ phút này mình là bộ dáng gì, cánh tay nàng nhốt chặt Tống Cửu Uyên cái cổ. Tống Cửu Uyên dung mạo ngươi cũng không tệ lắm, nàng gương mặt xinh đẹp không ngừng tới gần, để tống cửu viên tâm chợt gia tốc, nàng, có phải là muốn hôn hắn, nàng như vậy thích hắn, hẳn là, cũng được, tóm lại hắn cũng không ghét, tống cửu viên lẳng lặng chờ đợi xinh đẹp môi rơi xuống, kết quả khương quán lại chợt lắc đầu, không được, dáng dấp đẹp trai vô dụng, nam sắc hại người, tống cửu viên. Quán quán, hắn tiếng nói mang theo khắc chế, nhưng mà người trong cuộc cũng không biết, còn bóc một cái tống cửu viên mặt ngươi nói một chút ngươi, một cái nam nhân làn da so nữ nhân còn tốt, tống cửu uyên, chẳng qua ta cũng không kém, khương quán lại sờ soạn một cái mặt mình, làm cho tống cửu uyên dở khóc dở cười, vâng, ngươi rất đẹp, hắn mực mắt rơi vào nàng trắng nõn gương mặt xinh đẹp bên trên, nàng đẹp để hắn mắt long long, hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế ở tâm tình của mình, lại cầm lấy bên cạnh một khối khăn tắm tròn tại khương quán trên vai, khương quán, ta đưa ngươi đi về nghỉ. Một bên nói hắn một bên đem người bế lên, khương quán mơ mơ màng màng vòng lấy cổ của hắn vừa mới ra cái này hồ suối nước nóng tống cửu viên ôm lấy khương quán ra ngoài đối diện liền gặp gỡ đại nương tử cùng tống cửu ly nhìn thấy hắn ôm lấy khương quán tống đại nương tử cười chế nhạo nguyên lai like quán quán tại ngươi nơi này ta còn nói làm sao đều tìm không được người đã như vậy ngươi chiếu cố thật tốt nàng nói xong lôi kéo tống cửu ly lòng bàn chân bôi dầu chạy nhanh chóng tống cửu viên nghĩ kéo cũng không kịp nghĩ đến lâm phủ người Tống cửu uyên ôm chặt khương quán, vận khởi kinh công trực tiếp rời đi. Chờ khương quán tỉnh ngủ đến, đã đến buổi sáng, vừa mở mắt liền đối đầu tống cửu uyên trong mắt đen nhánh. Tống cửu uyên, ta làm sao tại ngươi nơi này? Nàng hoảng sợ trên dưới kiểm tra mình, ngồi tại bên cạnh bàn tống cửu uyên yếu ớt nói, yên tâm, ta để lâm phủ hạ nhân cho ngươi đổi quần áo. Nha. Khương quán lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, ngượng ngùng nói, ngươi làm sao một mực không có nghỉ ngơi? Tống cửu viên yếu ớt liếc qua đem mình bao giống bánh chưng giống như khương quán, ngươi chiếm lấy giường của ta, hắn liền chăn mền đều không giành được, làm vợ chồng, cái này hơn nửa đêm chia phòng phiền phức nhiều, hắn dứt khoát ngồi dậy cầm quyển sách đang nhìn, khương quán bị nói không tốt lắm ý tứ, nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, lần sau cũng không tiếp tục uống rượu, không nghĩ tới cái này đều thân thể tử lượng kém như vậy, chuyện tối ngày hôm qua nàng không đến mức nhỏ nhặt, vừa nghĩ tới nàng đã cảm thấy xả chết, là không nên uống rượu tống cửu viên thuận miệng tiếp một câu quay lưng lại đem không gian giao cho khương quán ngươi rửa mặt xuống đi từng khương quán phát giác tống cửu viên cái này người còn rất tri kỷ giường bên cạnh liền treo nàng ngày bình thường xuyên quần áo sau người truyền đến thanh âm huyên náo tống cửu viên trong đầu vô ý thức hiện ra tối hôm qua nhìn thấy một màn kia trắng hắn năm ngón tay không tự giác nắm chặt lúc trước ra chiến trường đều không có như vậy khẩn trương nhưng kỳ quái là hắn phát giác được mình đáy lòng hiện ra một loại nào đó ngọt ngào cảm giác, để người nhịn không được dư vị. Được rồi, Khương quán mặt chỉnh tề, mấy bước đi đến tống cửu uyên trước mặt, liền phát hiện hắn kéo căng lấy một gương mặt, thần sắc nghiêm túc lưng bắt đầu. Ngươi làm sao rồi, không có việc gì, tống cửu uyên chững chạc đàng hoàng, nếu không phải hầu kết hơi lăng, không ai có thể phát giác được đáy lòng của hắn lên qua gợn sóng, ra ngoài dùng điểm tâm đi. Khương quán nghĩ nghĩ, vẫn là đem xe lăn đẩy ra tới, điền trang bên trong nhiều người phức tạp, cẩn thận là hơn. Đợi nàng đẩy tống cửu viên đi vào phòng khách, liền phát giác mấy người nhìn nàng ánh mắt là lạ, nhất là tống cửu ly, nhìn nàng thời điểm còn thật nhanh dịch chuyển khỏi ánh mắt, trên mặt ta có hoa, khương quán sờ soạn một cái mặt mình, không có vấn đề a, à, vẫn là đồng dạng bóng loáng, không phải không phải, chính là cảm thấy đại tẩu hôm nay mặt mày tỏa sáng, đẹp đặc biệt. Tống cửu ly nghĩ đến tối hôm qua ngẫu nhiên gặp đại ca ôm lấy đại tẩu lúc tràn cảnh, trong lòng yên lặng bốc lên bát quái bong bóng, không chừng qua không được bao lâu nàng liền có thể làm tiểu cô cô nữa nha, Khương Quán, không phải, ngươi nói chuyện về nói chuyện, cười một mặt dập dần tính chuyện gì xảy ra, Quán Quán, nhanh dùng điểm tâm đi, Tống Đại Nương tử cười tủm tỉm cho Khương Quán trang bát nóng hầm hập gà tiêu cháo, Khương Quán chóng mặt tiếp được, các ngươi cao hứng như vậy, là có chuyện tốt gì phát sinh sao, tuyết ngừng, chúng ta rất nhanh liền có thế tiếp tục xuất phát. Tống Cửu uyên yếu ớt liếc qua Tống đại nương tử cùng Tống Cửu Ly, để các nàng trong lòng trì trệ, xem ra uy nhi, đại ca, là sợ quán quán, đại tẩu, xấu hổ. Tống đại nương tử liên tục không ngừng gật đầu, đúng vậy a, à, nơi này khoảng cách Cửu Châu không bao xa, chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới Cửu Châu, ta đương nhiên cao hứng. Tống Cửu Ly cũng điên cuồng gật đầu, mặc dù nhìn không có vấn đề, nhưng Khương Quán luôn cảm giác là lạ nàng vội vàng nhìn về phía ngày bình thường không có gì tồn tại cảm tống cửu thị cửu thị ngươi nghĩ như thế nào ta cũng cao hứng tống cửu thị nụ cười phi thường chân thành bởi vì tối hôm qua hắn quá mỏi mệt ngâm một thắt đồng hồ liền vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi là lấy cũng không biết hồ suối nước nóng bên trong phát sinh đến tiếp sau sự tình như thế bỏ đi cương quán hoài nghi người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn xong bữa điểm tâm liền nhìn thấy lâm quản gia mang theo nhậm bang vội vàng chạy đến vương phi vị này quan gia nói có chuyện quan trọng muốn gặp các ngươi lâm quản gia sợ chậm trễ sự tình tại nhậm bang đưa ra muốn gặp khương quán bọn hắn lúc gần như không do dự làm sao rồi khương quán để đổ xuống xoa xoa môi đám người thuận tầm mắt của nàng nhìn về phía nhậm bang nghe vậy nhậm bang vội vàng nói vương phi đêm qua nghỉ ngơi thời điểm chúng ta lưu vong trong đội ngũ liền có người chết cống ta vốn nghĩ cái này lớn lạnh bảo tuyết thời tiết chết cống người cũng là chuyện thường liền để người đem thi thể nhét vào bên ngoài làm sao biết sáng nay kia chết cống người lại trở về, ta luôn cảm thấy người kia có chút không đúng, liền nghĩ mời Vương Phi tới xem xem, ngươi xác định người kia chết cống rồi, Khương Quán sững sờ, cái này sự tình ngược lại là hiếm lạ, chết đi người lại sống lại, tất có mờ ám, ta xác định, nhậm bang khẳng định gật đầu, hắn lâu dài áp giải phạm nhân, hàng năm chết trên đường người vô số kể, ngươi chẳng lẽ nhớ lầm người A, tống cửu ly nhíu mày, nàng có chút không quá tin tưởng, nơi nào có người chết lại có thể phục sinh, mang bọn ta đi xem một chút đi. Khương Quán đứng dậy, nàng lúc này cũng có chút hiếu kỳ đến cùng chuyện gì xảy ra. Được rồi, Vương Phi, nhậm bang ở phía trước dẫn đường, mọi người đi ở phía sau, việc khác vô cự tế đem người kia biểu hiện nói một lần, lại nói, thi thể kia tối hôm qua liền bị ném tại phòng bên ngoài. Coi như lúc ấy chúng ta nhìn lầm còn có khí, đông lạnh một đêm người kia cũng không có khả năng sống. Chương 148, ngươi xác định hắn còn sống a? À? Nhậm bang cùng bị lưu vong đám người được an bài tại một chỗ vắng vẻ viện tử, cũng may trang tử bản thân cũng không lớn, bọn hắn rất nhanh liền đến viện kia, còn chưa đi vào, chỉ nghe thấy bên trong lớn vô cùng thanh âm, thét lên, gào thét, nổi điên thanh âm để người cảm thấy có chút tê cả da đầu. Khương quán cùng tống cửu biên liếc nhau một cái, đối tống cửu thị nói, ta đi vào trước, các ngươi tối nay tiến đến, không được, ta và ngươi cùng một chỗ. Tống Cửu viên lại không đồng ý, chuyện nguy hiểm như vậy sao có thể để nàng một cái tiểu cô nương đi giải quyết, đến cùng không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, nhưng Khương Quán nhưng vẫn là để Tống Cửu Ly cùng Tống Đại Nương tử đi tại phía sau nhất, kết quả chờ đám người tiến viện tử, liền bị trong viện một màn kia kinh ngạc đến ngay người, tiểu đặng mang theo mấy cái quan sai ở bên trong duy trì trật tự, một cái nam tử điên cùng gào thét, lúc này bị tiểu đặng bọn hắn nén trên mặt đất, gặp bọn họ tiến đến, tiểu đặng vui mừng. Đầu lĩnh, các ngươi trở về, chuyện gì xảy ra, nhậm ban mấy bước tiến lên, đám người thuận hắn ánh mắt, ánh mắt rơi vào bị nén trên mặt đất nam tử trên thân. Nam tử này có mấy phần nhìn quen mắt, khương quán nhìn kỹ, mới nhớ tới hắn là La Hán Quả. La Hán Quả thần sắc rất kỳ quái, lúc này gào thét muốn cắn người, cho dù hắn tay đã trật khớp, hắn vẫn giống không biết đau đồng dạng điên cuồng dãy dụa lấy, mà nữ nhi của hắn La Ni chỉ là đứng tại một bên lạnh lùng nhìn xem hắn, như cái người ngoài cuộc tiểu đặng nhức đầu nói đầu lĩnh từ khi ngươi đi về sau cái này la hán quả bỗng nhiên liền nổi điên bắt lấy người liền cắn mà lại giống như là không cảm giác được đau ý chúng ta làm sao ngăn cản đều vô dụng cuối cùng chỉ có thể đem hắn nén trên mặt đất không biết đau khương quán nhướng mày sao này làm sao cũng không giống một người sống nên có biểu hiện a à? đúng vậy chúng ta nhân phương mới không cẩn thận làm gãy hắn tay hắn giống như là không có tri giác đồng dạng tiểu đặng thần sắc nặng nề Khương quán ánh mắt cũng rơi vào la hán quả trên thân, đây quả thật là không giống bình thường, dù sao la hán quả là cái đặc biệt sợ chết người, trước đó vợ hắn làm chuyện xấu bị khương quán giáo huấn thời điểm, hắn nhưng là cái rắm cũng không dám thả một cái người, như thế người sợ chết thế mà không sợ đau, khương quán tiến lên mấy bước, mi tâm nhíu mày, các ngươi án lấy hắn, ta tay cầm mạch, được rồi, khương tỷ tỷ, tiểu đặng cùng mấy cái quan sai đem la hán quả án lấy, khương quán ngồi xổm ở la hán quả trước mặt đầu ngón tay vừa khoát lên mạch đập của hắn bên trên, mi tâm chính là nhảy một cái, bởi vì cái này la hán quả, đã không có mạch đập cũng không có nhịp tim, hiển nhiên không phải cái người sống, nhưng Khương Quán rõ ràng rõ ràng nhìn thấy la hán quả phẫn nộ trừng mắt nàng, quán quán, thế nào rồi, Tống Cửu Uyên phát giác được Khương Quán thần sắc rất không thích hợp, vội vàng khẩn trương mở miệng. Khương quán buông ra la hán quả tay, mi tâm vặn tại cùng một chỗ, nàng thần sắc nghiêm túc nhìn về phía nhậm bang, nhâm đại ca, ngươi xác định hắn còn sống sao, Vương Phi có ý tứ gì, nhậm ban sửng sốt, phát giác được Khương Quán trong lời nói không đúng, hắn chợt nhìn về phía la hán quả, đầu ngón tay rơi vào hắn dưới chóp mũi, tiếp theo một cái chớp mắt dọa đến nhậm ban hai chân như nhũng ra, kém chút ngã xuống trên mặt đất, đầu, tiểu đặng vội vàng đỡ dậy nhậm ban, không rõ ràng cho lắm hỏi nhậm ban, anh rể, ngươi làm sao rồi, hắn không có hô hấp. Nhậm bang cực lực khống chế lại tâm tình của mình, lúc nói lời này nhìn về phía một bên Lani, phụ thân của nàng đã chết rồi, nhưng Lani từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cho nên hắn đã chết rồi, tống cửu biên hiếp con mắt, rơi vào trên xe lăn tay có chút nắm chặt, ánh mắt một sai không sai nhìn chầm chầm la hán quả, khương quán nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc nặng nề, không sai, hắn đã không có hô hấp cùng nhịp tim, nhưng hắn sẽ còn động A, à, hắn. Hắn hắn còn trừng mắt chúng ta. Tống Cửu Ly bị Khương Quán dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nói chuyện đều nhanh muốn cà lâm. Tống Đại Nương tử đỡ một cái Tống Cửu Ly, đừng sợ, chúng ta nhiều như vậy người đâu, cha ta chết rồi. Trí thân sự ngoại La Ni cuối cùng giật giật trong mắt, nàng tiến lên mấy bước nhìn xem gào thét muốn tránh thoát La Hán quả. Chết tốt, La Ni nói nói liền nở nụ cười, điên bộ dáng để đám người rất kinh ngạc, đây chính là phụ thân nàng A, nàng giống như cái gì đều không thèm để ý, thật sự là một đôi kỳ quái cha con. Tống Cửu Thỉ chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên, đây đối với cha con thật sự là thật sinh kỳ quái. Vương phi, cái này la hán quả đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhậm Ban không tâm tình quan tâm La Ni ý nghĩ, hắn lúc này nghĩ là la hán quả vì cái gì chết còn có thể động năng nhảy thậm chí còn có thể cắn người. Cái này nghi vấn căn bản là nghi vấn của mọi người, liền La Ni đều hiếu kỳ nhìn về phía Khương quán. Khương quán ánh mắt lạnh lạnh, hắn xác thực chết rồi, hiện tại còn sống. Cũng không phải là hắn chẳng lẽ các ngươi liền không có nghe được trên người hắn tán phát thi xú vị sao? Đám người bị Khương Quán một nhắc nhở như vậy, chấp mũi khẽ động, quả nhiên nghe được trong không khí như có như không hương vị, cùng la hán quả khoảng cách gần đây mấy cái quan sai kém chút phun ra, vẫn là tiểu đặng phản ứng nhanh, gọi mọi người đem la hán quả trói lại, không phải hắn còn phải gây tai họa, quẹ, tống cửu ly đến cùng nhịn không được, đem vừa rồi ăn điểm tâm nhã cái không còn một mảnh bởi vì cái này la hán quả thân thể dần dần tản mát ra mùi hôi thối, vết thương trên người còn tại nát rửa. Khương quán từ trong tay áo xuất ra một khối khăn vuông thắt ở trên mặt, nàng đầu ngón tay lại lần nữa rơi vào la hán quả mạch đập bên trên. Một hồi lâu về sau, trong lòng bỗng nhiên có cái nào đó suy đoán, nàng bỗng nhiên nhìn về phía tiểu đặng. Tiểu đặng, mới các ngươi có hay không bị hắn cắn đến, ta không có, nhưng là có huynh đệ bị cắn đến. Tiểu đặng nhìn về phía bị cắn cái kia quan sai, trừ hắn ra, ngoài ra còn có mấy cái vô tội bị cắn lưu vong người. Khương Quán lập tức nói, nhanh, đem bọn hắn đều trói lại, không phải. Lời này vừa mới nói xong, trong đám người một cái bác gái bỗng nhiên bắt đầu phát cùng, hướng phía người bên cạnh gặm đi, nhanh, dựa theo Vương Phi nói, đem bọn hắn trước trói lại. Nhậm ban nơi nào còn có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy vì cái gì, hiển nhiên đã bị đột nhiên phát sinh sự tình kinh đến, cửu thị bảo vệ tốt nương cùng tống cửu ly tống cửu viên đối tống cửu thị trăng dặn một câu mình thật nhanh đẩy xe lăn đi vào khương quán trước mặt hắn đang lo lắng nàng khương quán tâm không phải làm bằng sắt tự nhiên cảm nhận được tống cửu viên lo lắng nàng đối với hắn trấn an cười cười ngươi đừng lo lắng ta ta có thể ứng phó cẩn thận một chút tống cửu viên khẽ gật đầu nhậm ban bọn hắn đã đem bị trắng mấy người trói lại liền cái kia quan sai cũng không ngoại lệ đều trói lại rồi khương quán ánh mắt từ ở đây trên người mọi người xẹt qua không ai lại đứng ra. Lani buông thõng đôi mắt, không có đáp lời, cùng la hán quả đứng xa xa, bởi vì cái này hai cha con vẫn luôn không hợp, cho nên không ai hoài nghi nàng. Khương quán tiếng nói thanh chính, các ngươi nếu như bị cắn muốn như nói thật, dạng này ta mới có thể cứu trị ngươi nhóm, không phải các ngươi liền sẽ chậm rãi trở nên cùng la hán quả đồng dạng, tử vong, không cảm giác chỉ biết cắn người, càng không có tư tưởng của mình. Chương 149, cha ngươi chết ngươi cũng không biết, Vương Phi, cái này đến cùng là tình huống như thế nào nhậm ban buồn đầu đều nhanh trọc, cũng không biết năm nay chuyện gì xảy ra hắn dường như phá lệ không thuận những năm qua nào có nhiều như vậy lung tung ngổn ngang sự tình Khương quán thở dài yếu ớt giải thích nói bên ta mới lại đem qua một lần mạch là hắn quả xác thực chết rồi trong thân thể của hắn hẳn là bị nhân chủng một loại cổ trùng dẫn đến hắn rõ ràng đã bỏ mình lại còn giống cái xác không hồn trở về trắng người đồng thời bị hắn cắn qua người rất có thể sẽ bộc phát đồng dạng triệu chứng, thậm chí còn có thế khuếch tán. Cái này, nhậm ban không dám tin sững sờ ngay tại chỗ, phần lớn người đều là lần đầu tiên nghe nói như thế không thể tưởng tượng sự tình. Cái này cổ trùng khả năng giải quyết, tống cửu uyên thẳng đến yếu điểm, nếu là không thể giải quyết, chỉ có thể đem mấy người kia giải quyết. Ta nghĩ một chút biện pháp, Khương Quán lòng bàn tay nhẹ nhàng say nghiền lấy đầu ngón tay, trực tiếp hỏi nhậm ban nói, cái này là háng quả trước đó là thế nào chết? Ngươi nói kỹ càng một chút, lại lạnh lại đông lạnh, chết cống, nhậm bang nghĩ nghĩ mở miệng, đêm qua chúng ta đến cái này trang tử thời điểm, rất nhiều người đã đông không dời nổi bước chân, lâm công tử thiện tâm, cho chúng ta sinh cái đại hỏa, nhưng cái này la hán quả không biết chuyện gì xảy ra, đông toàn thân đều là cứng rắn, ta phát hiện không đúng, liền để tiểu đặng mấy cái đem người khiên đi ra, ngươi xác định là chết cống. Khương quán ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lani trên thân, nàng nhấc chân hướng phía Lani đi qua, không biết có phải hay không là thực chất bên trong đối Khương quán quá sợ hãi, Lani lui ra phía sau mấy bước, bạch lấy khuôn mặt nhỏ muốn tránh, ngươi đang sợ cái gì, Khương quán trực câu câu nhìn chầm chầm nàng, chầm chầm đến Lani có chút tê dại da đầu, nàng cục mắt xuống, ta không có sợ hãi, không sợ ngươi tránh cái gì a? À? tống cửu ly mấy bước cũng đi đến Lani trước mặt, một bộ cáo mượn oai hùng bộ dáng. Lani tay áo hạ thủ nắm chắc thành quyền, cắt cao cắn răng khắc chế tâm tình của mình. Khương quán kéo một cái tống cửu ly, Lani, cha ngươi chết thời điểm, ngươi ở đây sao, ta tại. Lani hừ nhẹ một tiếng, nhưng ta cùng hắn quan hệ không tốt, hắn chết như thế nào ta không biết. Cha hắn có thế trơ mắt nhìn xem mẹ nàng bị bắt nạt, Lani đã sớm cùng la hán quả trở mặt. Này đối với mới là sống hay chết, nàng thật đúng là không có như vậy quan tâm, cha ngươi chết ngươi cũng không biết. Tống Cửu Ly biểu thị rất khiếp sợ, Lani nhếch miệng, nếu như cha ngươi hại, không ít được ngươi bị lưu vong, còn đối ngươi cùng mẹ ngươi chịu khổ chẳng quan tâm, ngươi sẽ còn quan tâm hắn sao? Một câu để Tống Cửu Ly có chút trầm mặt, tự nhiên sẽ không, dù sao lòng người đều là nhục trường. Đi, Khương quán kéo một cái còn muốn nói tiếp cái gì Tống Cửu Ly, đối Lani nói, ngươi cẩn thận hồi ức một chút, hắn có hay không ăn cái gì đặc thù đồ vật, hay là có cái gì đặc thù hành vi, nhớ tới nói cho ta. Không có, Lani vốn là mang thù, cho dù biết cái gì cũng không nguyện ý nói cho Khương Quán, Khương Quán dứt khoát không có ở trên người nàng lãng phí thời gian, vừa định tìm những người khác hỏi một chút, Lani bộ mặt bỗng nhiên biến đổi, "Ngươi làm gì?" Tống Cửu Ly ngây ngốc nhìn xem Lani nháy mắt trở mặt, nàng bỗng nhiên bỗng nhiên xông lại liền cắn người, đương nhiên mục tiêu thứ nhất là Khương Quán, chỉ là Khương Quán thân thủ lưu loát, rất nhanh liền lách mình thối lui đến một bên, mà Tống Cửu Ly cái này đồ đần sững sờ ngay tại chỗ rắn rắn chắc chắc bị Lani cắn một cái. Khương Quán vô ý thức một chân đem người đạp bay, tức giận nói, Tống Cửu Ly, ngươi sẽ không tránh sao. Nàng tức giận phi thường, tiểu đặng bọn hắn tay mắt lanh lẹ đem Lani cho bắt trở lại trói chặt. Tống Cửu Ly có chút bỉ khuất nhếch môi, ta. Ta đây không phải nghĩ đến giúp đỡ đại tẩu A. Nàng vô ý thức lo lắng Lani sẽ làm bị thương đến đại tẩu, chờ phản ứng lại Lani răng đã gặm tại cánh tay nàng bên trên. Ngươi không giúp trở ngại cũng không tệ. Tống cửu thỉ không cao hứng nhìn qua cái này không bớt lo muội muội. Tống cửu biên lạnh lùng liếc nàng một chút, đưa nàng cũng trói lại, đại. Đại tẩu, ta chẳng lẽ cũng thay đổi thành bọn hắn như vậy đi. Tống cửu ly nhìn đám người hợp lực đem Lani Ni chắc, Lani còn tại nổi điên, nàng lập tức dọa đến trong lòng hốt hoảng, sắc mặt so với khóc còn khó nhìn hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương quán không cao hứng trợn nhìn con hàng này một chút, đối tống cửu biên nói, ta còn cần cẩn thận nghiên cứu làm sao đem cái này cổ trùng từ trong cơ thể của bọn họ dẫn ra. Các ngươi nhìn một chút người, không cần thiết lại để cho bọn hắn cắn người. Ngươi yên tâm, việc này có ta, tống cửu viên nhíu mày, hắn có chút bận tâm Khương Quán, nhưng còn có ta có thể giúp đỡ địa phương. Ta trước hết nghĩ nghĩ, Khương Quán kiếp trước cũng là gặp được cổ trùng, nhưng cổ trùng thiên biến vạn hóa, đến cùng có chút khác nhau. Nàng phải suy nghĩ kỹ một chút xử lý như thế nào những cái này cổ trùng. Khương Quán trở về phòng về sau tiến vào không gian, không gian bên trong có thật nhiều thư tịch, nàng cẩn thận cầm nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng bị nàng nghĩ đến biện pháp, đợi nàng từ không gian ra tới, liền phát giác Tống Cửu Biên một mực chờ tại cửa ra vào, ngươi một mực đang nơi này chờ ta, ta sợ quấy rầy ngươi suy nghĩ, lại sợ ngươi bị đói, Tống Cửu Uyên chỉ vào bên cạnh thả đồ ăn, để Khương Quán tâm tình rất phức tạp, cái này Tống Cửu Uyên, biến rất nhiều, đa tạ, chẳng qua ta hiện tại không thấy ngon miệng. Khương Quán say mê tại y thuật, y độc không phân biệt, gặp gỡ như thế khó giải quyết vấn đề nơi nào còn có tâm tình ăn cái gì. Ngươi nếu là mệt mỏi đổ thân thể, cái này sự tình không ai có thể có thể giải quyết. Tống cửu uyên hảo tâm nhắc nhở Khương Quán, nhậm ban lại sai người tìm đến mấy cái đại phu nhìn qua. Không một người có nắm chắc có thể giải quyết cái này sự tình, phàm là cho la hán quả bắt mạch, gần như đều là dọa đến chạy trối chết. Khương Quán cảm thấy Tống Cửu Uyên nói có đạo lý, liền vừa ăn cơm vừa hướng hắn nói, ta cần mấy vị thuốc, không gian trong dược điền không có, hàng tồn bên trong cũng không có, ngươi nói, ta để người đi tìm. Tống cửu uyên vỗ tay phát ra tiếng, tống dịch liền xuất hiện tại khương quán trước mặt, kỳ thật khương quán cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tống cửu uyên đã khôi phục, tự nhiên sẽ không đình chỉ kiếm chuyện, nàng đem dược liệu danh tự nói cho tống dịch, để hắn đi tìm dược liệu, cái này cơm còn không có ăn xong, tống cửu thủy vội vội vàng vàng chạy tới, đại tẩu, Ly Nhi cũng bắt đầu nổi điên, mang ta đi xem một chút đi, Khương Quán để đổ xuống, xoa xoa môi, bước chân nhanh chóng, cũng may Tống Cửu Ly được an bài phòng khoảng cách nàng cái này rất gần, rất nhanh liền đến Tống Cửu Ly ngoài phòng, trong phòng truyền đến Tống Đại Nương tử sụp đổ thanh âm, Ly Nhi, Nương ở đây, ngươi đừng kích động, ngao, Ly Nhi, Tống Đại Nương tử thấp giọng khóc lên, Khương Quán một bên hướng phía bên trong đi, một bên xuất ra ngân châm, đợi nàng vào phòng, liền phát giác Tống Cửu Ly bị trói tại trên ghế, lúc này miệng bên trong bị nhét khối vải rách, nhưng nàng hai con ngươi tinh hồng, hung ác trừng mắt trong phòng người, phản phất đã mất đi lý trí, "Mẹ, giao cho ta đi." Khương Quán tiến lên mấy bước, để Tống đại nương tử yên tâm không ít, nàng xoa xoa nước mắt, "Tốt, quán quán ngươi cũng nhiều cẩn thận." Từng, Khương Quán đầu ngón tay ngân châm xoay chuyển, rơi vào Tống Cửu Ly trên thân, mới còn nổi điên Tống Cửu Ly cũng dần dần an tĩnh lại trong con ngươi tinh hồng dần dần lui tán, chỉ là thần sắc còn chưa khôi phục, nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn đều là mê mang, chương 150, ta còn có cần phải trị sao, đại tẩu, ta. Làm sao rồi? Tống cửu ly mặc dù không thông minh, nhưng cũng không ngốc, nàng rất nhanh liền ý thức được mình vừa rồi khả năng mất khống chế, đại tẩu, ta cái này còn có thể trị không? Nói nói nàng liền khóc lên, đều do nàng, nàng lại kéo mọi người chân sau, nàng liền nên cách cái kia la ni xa xa, bằng không thì cũng sẽ không bị nàng cắn. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Khương quán trấn an vỗ vỗ tống cửu ly lưng, ánh mắt rơi vào tống cửu uyên trên thân, ta để ngươi tìm dược liệu, đều tìm tới rồi sao? Tống dịch vừa truyền đến tin, còn kém một vị dược tài, ta dự định tự mình đi tìm. Tống cửu uyên trầm tư mấy giây mới mở miệng, tự mình đi hắn mới yên tâm. Khương quán nhíu mày tâm, trong lòng trầm xuống, thiếu cái gì? lạc thạch đằng tống cửu viên nhẹ giọng giải thích tống dịch nói lạc thạch đằng từng tại thanh thủy thành xuất hiện qua ngươi tại cái này tọa trấn ta đi tìm Khương quán hiếp hiếp mắt mắt cái này sự tình chậm trễ không được Khương quán có chút không yên lòng nhưng tống cửu viên cũng không yên lòng nàng cuối cùng quyết định hai người bọn họ cùng đi tìm tống đại nương tử đem người đưa đến trang tử cổng viên nhi các ngươi cẩn thận một chút thực sự tìm không thấy cũng không quan hệ chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp An toàn thứ nhất a. À. Mặc dù tống đại nương tử rất đau lòng tống cửu ly, nhưng đối cái khác hài tử cũng là như thế. Mẹ, ngươi yên tâm, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về. Khương quán lôi kéo tống đại nương tử tay an ủi vài câu, không có lưu thêm, chỉ là có chút ghét bỏ tống cửu uyên. Tống cửu uyên, không phải ta một người đi thôi. Nàng Thuấn Di so cưỡi ngựa nhanh nhiều, mang theo tống cửu uyên hành động nhiều không tiện a. À. Ta tại thanh thủy thành có nhận biết bằng hữu, tống cửu uyên một câu ngăn chặn khương quán được thôi, có bằng hữu dù sao cũng so lún cúng mạnh, hai người cưỡi ngựa đang muốn rời đi, biết được tin tức Lâm Đình Ngọc vội vã chạy đến, vương gia vương phi, nhà ta tại Thanh Thủy Thành mở cửa hàng chi nhánh, có lẽ khả năng giúp đỡ được các ngươi, không làm phiền ngươi, tống cửu biên nhàn nhạt liếc qua Lâm Đình Ngọc, ánh mắt của hắn rơi vào khương quán trên thân, hiển nhiên dụng ý khó dò, Lâm Đình Ngọc giọng điệu nghiêm túc, cái này sự tình mặc dù cùng chúng ta Lâm Phủ không quan hệ, đến cùng phát sinh ở Lâm Phủ nếu là Vương Phi không thể sớm ngày chữa khỏi bọn hắn, trong lòng ta cũng khó có thể bình an. Ngươi biết cưỡi ngựa, Khương Quán nhớ mày sao, cũng không phải nàng không muốn mang Lâm Đình Ngọc, thực sự là hắn nhìn xem yếu đuối, càng giống cái vướng víu, sẽ không? Lâm Đình Ngọc đỏ mặt, nhìn về phía một bên ngồi tại trên xe lăn Tống Cửu Uyên, ta cùng Vương Gia ngồi xe ngựa là được, Tống Cửu Uyên, hắn cũng không có dự định ngồi xe ngựa. Ta cùng nương tử cùng cưỡi một ngựa, Tống Cửu Uyên nói xong, vận dụng kinh công, cả người rơi vào khương quán sau lưng trên lưng ngựa, nhìn xem hai người bọn họ như thế thân cận bộ dáng, Lâm Đình Ngọc trong lòng đau xót, trên mặt bất động thần sắc, cũng tốt, vậy ta đến Thanh Thủy Thành lại đến tìm vương gia vương phi A, tốt, vậy chúng ta đi trước một bước, khương quán cũng không rảnh cùng hắn nói nhảm, nàng lúc này không kịp chờ đợi kéo căng dây cương, giá, tìm một chỗ để tống cửu uyên xuống tới càng gấp gáp hơn. Bỗng nhiên ngồi ở sau lưng nàng Tống Cửu Uyên chợt đem tay khoác lên cái hông của nàng, khương quán nháy mắt cảm thấy thân thể tê rần nàng có chút thẹn quá hóa giận tống cử uyên bỏ tay ngươi ra ta không nắm lấy ngươi rơi xuống làm sao bây giờ tống cử uyên tiếng nói bên trong mang không hiểu chế nhạo khương quán khí không nhẹ ngươi thế nhưng là chiến vương ta không tin ngươi liền điểm ấy bản lĩnh quán quán yên tâm ta sẽ không làm loạn tống cử uyên bờ môi nhàn nhạt cuốn lên đầu ngón tay rất có phân tất lùi về mấy phần con ngựa dừng ở giữa đại lộ khương quán mặt lạnh được rồi không ai trông thấy ngươi sẽ đi, xuống đây đi. Được. Tống cửu viên tung người xuống ngựa, lòng bàn tay có chút không thôi nhẹ nhàng say nghiền lấy đầu ngón tay, phản phất mặt trên còn có khương quán nhiệt độ cơ thể. Cộc cộc cộc. Tống dịch mang theo một thất tuấn mã xuất hiện tại trước mặt hai người, chủ tử, từng, ngựa cho ta là được. Tống cửu viên trở mình lên ngựa, cùng khương quán con ngựa vai sóng vai, hình tượng lạ thường hài hòa. Đi thôi. Khương quán nắm chắc dây cương không muốn thừa nhận tống cửu uyên ngồi phía sau nàng lúc nàng kỳ thật khẩn trương trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi có tống dịch dẫn đường bọn hắn rất dễ dàng liền đến thanh thủy thành bên ngoài khương quán liếc mắt tống cửu uyên đáng chú ý tướng mạo nhiều người phức tạp chúng ta vẫn là cải trang một phen đi tất cả nghe theo ngươi tống cửu uyên ngoan ngoãn đổi thân y phục che khuất một thân phong hoa khương quán đưa cho hắn một cái hồ ly mặt nạ đeo lên đi cái này cũng không biết là nhà kia khố phòng thu Khương Quán cảm thấy đẹp mắt, dứt khoát cùng Tống Cửu Biên một người mang một cái. Về phần Tống Dịch, đến cửa thành liền ngoan ngoãn ẩn vào chỗ tối. Hai người cưỡi ngựa vào thành, thanh thủy thành rất náo nhiệt, lui tới bách tính mang trên mặt giàu có cười. Chúng ta đi trước tửu lâu, Khương Quán vài ngày không có ăn được, lúc này đến thanh thủy thành, ngược lại tâm tình không có trước đó như vậy vội vàng. Tống Cửu Biên khẽ gật đầu, hai người liền lân cận tìm nhà tử lâu ngồi xuống, trưởng quỷ. Đem các ngươi chiêu bài đồ ăn đều lên một lần, Khương Quán không có đi nhã gian, liền cùng Tống Cửu Uyên ngồi tại đại đường, trong đại đường nên đón mang đến tiếng người huyên náo. Tống Cửu Uyên rất không thích ứng, hắn khẽ nhíu lại mi tâm không nói gì, chỉ yên lặng uống một ngụm tiểu nhị bên trên nước trà, đồ ăn lên bàn. Khương Quán lôi kéo tiểu nhị hỏi, tiểu nhị, các ngươi thanh thủy thành lớn nhất tiệm thuốc ở nơi nào? Khách quan, chúng ta thanh thủy thành lớn nhất tiệm thuốc là Tây Nhai Đức Tề Đường, bên trong đại phu cũng rất lợi hại, đa tạ. Khương Quán cho Tống Cửu Viên rót chén trà, nếm nếm tửu lâu này lấy tay thức ăn ngon, hương vị còn có thể, dù không so được kinh đô tửu lâu đồ ăn, cũng là có thể giải đỡ thèm. Uyên ca, mau ăn. Khương Quán một câu kém chút để Tống Cửu Viên miệng bên trong nước trà phun ra ngoài. Ngươi gọi ta cái gì? Lần đầu có người gọi như vậy mình, Tống Cửu Viên phi thường không thích ứng. Khương Quán phát giác được hắn xấu hổ, nghiêm túc nói, gọi Uyên ca không được sao? Nàng đây không phải sợ bại lộ thân phận của hắn a? À. Tống cửu uyên đáy mắt hiện ra ý cười, ngươi muốn gọi cái gì đều có thể, uyên ca uyên ca, nàng tiếng nói mềm mềm, phản phất ngọt đến tâm khảm của người ta, khương quán nhưng không biết tống cử uyên não bổ, nàng lúc này vành tay dựng thẳng, muốn nghe xem nhìn có cái gì bác quái, thật là có, chỉ thấy sát vách hán tử mò lấy tay áo hưng phấn nói, ai, các ngươi nghe nói không? Thư gia đại tiểu thư muốn tỉ võ chọn rễ, nghe nói nghe nói, chẳng qua như thế nào đi nữa cũng không tới phi ngươi đi. Ai nói, ta thân thể khỏe mạnh, khác không được, đánh nhau không ai có thể có thể làm gì được ta, chờ ta thắng được thư gia đại tiểu thư thực tình, kia đức tề đường đều là ta, làm ngư xuân thu nằm mơ ban ngày đi. Mấy người cười mắng thanh âm truyền vào khương quán trong tai, nếu như nàng không có nhớ lầm, cái này đức tề đường chính là tiểu nhị nói tiệm thuốc A, nàng hai ba miếng ăn no, nhìn về phía đối diện tống cửu uyên, uyên ca, ăn no đúng không, chúng ta đi, tống cửu uyên hắn còn không có động mấy đũa a. À, nhưng Khương Quán nói đi, hắn chỉ có thể yên lặng đi theo nàng ra tử lâu, chương 151, kia là thư gia đại tiểu thư đồ cưới, hai người thẳng đến Đức Tề Đường, ở vào Tây Nhai Đức Tề Đường phi thường náo nhiệt, cửa hàng bên trong người đến người đi, không giống như là tiệm thuốc, ngược lại giống như là một nhà ăn tứ, tiệm thuốc này sinh ý thật là tốt, Khương Quán nhất chân đi vào, Tống Cửu Viên liền đi theo nàng bên cạnh thân, đại khái là hai người khí chất không giống bình thường, rất nhanh liền hấp dẫn trưởng quỷ lực chú ý, ngay tại bốc thuốc trưởng quỷ đem trong tay công việc giao cho tiểu nhị, mặt mày mang cười đi tới, hai vị cần thứ gì, lạc thạch đằng, khương quán đi thẳng vào vấn đề, tự nhiên không bỏ qua vị này trưởng quỷ đáy mắt lóe lên kinh ngạc, hắn đối khương quán cười cười, thực sự là thật có lỗi, tiệm thuốc chúng ta không có lạc thạch đằng, chúng ta có thể ra gấp đôi giá tiền. Tống cửu viên cảm thấy trên đời có thể sử dụng bạc giải quyết đều không phải sự tình, bạc giải quyết không được mới phiền phức, ví dụ như thời khắc này trưởng quỷ, hắn y nguyên lắc đầu, thực sự là thật có lỗi, tiệm thuốc chúng ta thật không có lạc thạch đằng, chúng ta biết, Khương Quán kéo một cái còn muốn nói tiếp thứ gì Tống Cửu Uyên, hai người ra tiệm thuốc, nàng dứt khoát tại đối diện khách sạn mở gian phòng, nhìn qua đối diện nối liền không dứt tiệm thuốc, Tống Cửu Uyên ngữ khí chắc chắn, trưởng quỷ kia khẳng định biết chút ít cái gì. Nhưng người ta không nguyện ý đem lạc thạch đằng bán cho chúng ta, chúng ta cũng không thể ép mua ép bán. Khương quán bất đắc dĩ buông tay, cái này nếu là cậu hoàng đế hoặc là lục hoàng tử tài sản riêng, nàng chuyển không liền chuyển không, người không quen biết, khương quán cũng không muốn cũng tới một chiêu kia, ta ra ngoài đi một chút, ngươi tại khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, tống cửu huyên muốn đi thấy cố nhân, khương quán không có ý kiến, nàng một người ngồi tại trong khách sạn nghiên cứu phương tử, chỉ cần chờ dược liệu vào chỗ, nàng liền có thể đem tống cửu ly trong cơ thể của bọn họ cổ trùng dẫn ra mà lúc này thanh thủy thành lại tới một đợt nhân mã hoa hiểu cẩn thận từng ly từng tí thay lục hoàng tử thu thập xong hành lý mà lục hoàng tử bộ mặt vặn vẹo ngồi ở đằng kia bên cạnh hắn ngồi phục linh phục linh người xác định chỉ cần đạt được lạc thạch đằng thân thể ta liền có thể tốt hai ngày này hắn cùng hoa hiểu quan hệ làm dịu kết quả phát hiện mình phương diện kia thế mà không được hắn vô ý thức nhớ tới trước đó từ khương quán bên kia đạt được giải độc hoàng, nhưng cái này giải độc hoàng không chỉ có hắn ăn, liền ôn như ngọc bọn hắn cũng nếm qua, nhưng những người khác cũng không có những bệnh trạng này, đến mức hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đúng vậy điện hạ, Phục Linh sẽ giúp ngươi, Phục Linh bỗng nhiên gật đầu, mặc dù đây là nàng theo nghề thuốc trên sách nhìn thấy, nhưng nàng tự tin vô cùng, vậy thì tốt, ta sẽ sai người tìm tới lạc thạch đằng. Lục hoàng tử ánh mắt kiên định, vì hắn về sau, hắn nhất định phải đạt được lạc thạch đằng. Trong lòng của hắn rõ ràng, phụ hoàng coi trọng hắn, cũng sẽ không coi trọng một cái không thể sinh dục hoàng tử. Điện hạ yên tâm, ngài các nhân thiên tướng, nhất định có thế tốt. Hoa hiểu phi thường khổ sở cầm lục hoàng tử tay, trong lòng đặc biệt phiền muộn, nàng vạn vạn không nghĩ tới mình ngàn chọn vạn chọn nam nhân thế mà không được, có điều. Đây chỉ là tạm thời, lục hoàng tử thế nhưng là tương lai thiên tử, nàng còn muốn cho hắn sinh hạ tương lai hoàng đế đâu, từng lục hoàng tử đối hoa hiểu thái độ lại lạnh nhạt không ít hắn luôn cảm thấy từ khi biết hoa hiểu về sau hắn liền đặc biệt không may xem ra phụ hoàng nói rất đúng hắn hoàng tử phi vị trí nhất định phải là thế gia đích nữ môn đăng hộ đối cũng có đạo lý riêng của nó hoa hiểu tự nhiên cũng phát giác được lục hoàng tử thái độ lại sản sinh biến hóa nàng cố gắng gạt ra một nụ cười điện hạ đây là hoa hiểu mới làm điểm tâm ngài nếm thử nàng từ trong bao lấy ra chút tâm lấy lòng lục hoàng tử Phục Linh tại một bên đọc sách, hoàn toàn không có tiếng lên ý tứ. Lục Hoàng tử liếc qua Phục Linh, ám đạo lúc trước cảm thấy hoa hiểu cũng không tệ lắm, bây giờ cùng Phục Linh so ra, vẫn là kém một chút ý tứ. Khương quán tại khách sạn chờ một hồi lâu, nàng chịu đựng không có đi không gian, cũng may tống cửu viên trở về cũng coi như nhanh. Lạc thạch đằng, hẳn là tại người nhà họ thư trong tay, đức tề đường là thư gia. Khương quán rất dễ dàng liền nghĩ thông mấu chốt, chắc hẳn đức tề đường trưởng quỷ là gặp qua lạc thạch đằng không sai, tống cửu viên thần sắc không tốt lắm, lạc thạch đằng là người nhà họ thư cho thư gia đại tiểu thư chuẩn bị đồ cưới, phốt, đang uống nước khương quán kém chút một hơi nước phun ra ngoài, đầu nàng đau vuốt vuốt mi tâm, ngươi đừng nói cho ta chính là cái kia luận võ chọn rể thư tiểu thư, là nàng, tống cửu viên biểu lộ nghiêm túc, nghĩ nghĩ làm thủ thế, tống dịch xuất hiện, ngươi, ngày mai đi luận võ chọn rễ, tống dịch, phốt phốt, khương quán dở khóc dở cười, ngươi suy nghĩ kỹ càng a. À cầm người ta lạc thạch đằng, liền phải cưới người ta. Chủ tử, không phải Tống Dịch đêm nay chui vào thư phủ, Tống Dịch cũng không nghĩ tùy ý kết hôn a, à. hắn còn muốn ban chủ tử hoàn thành đại nghiệp đâu. Không được. Tống Cửu Uyên có chút đau đầu, cuối cùng chỉ có thể nói, ngày mai gặp cơ làm việc đi, cũng được. Khương Quán sờ lên cầm nghĩ nghĩ, vạn nhất người ta đổi ý, không làm đồ cưới, ngươi cũng không thể mất cả chì lẫn chài. Tống Cửu Uyên, nói là nói như vậy, nhưng nửa đêm thời điểm Khương Quán lặng lẽ đứng dậy dự định đêm tối thăm dò thư phủ. Kết quả vừa vượt lên nóc phòng, liền gặp gỡ một mặt giống như cười mà không phải cười tống cửu uyên. Quán quán, muộn như vậy đi đâu, liền. Giảng gân cốt, Khương Quán duỗi lưng một cái, dứt khoát tại nóc phòng ngồi xuống, ngươi tại sao còn chưa ngủ, ngủ không được. Tống cửu uyên ngồi tại Khương Quán bên cạnh, trong mắt đen nhánh nhìn qua đen xì thiên không. Nếu như lấy không được lạc thạch đằng, những cái kia người sống sẽ chết sao? hội thương quán trả lời rất khẳng định là hán quả là chết về sau thân thể mới sinh ra biến hóa những người khác là bị hắn cắn về sau mới truyền nhiễm bị cắn về sau bọn hắn liền mất đi vị giác không ăn không uống dần dần bọn hắn sẽ mất đi thân là người ngủ giác đến lúc đó liền cùng người chết sống lại không khác ngươi cảm thấy thứ này là ai làm ra đến tống cửu viên vô ý thức nghĩ đến lục hoàng tử nhưng lục hoàng tử không có bản sự này nhưng không bài trừ hắn lại thu nạp cái khác năng nhân dị sĩ, ta cũng không biết, Khương Quán bất đắc dĩ buông tay, dứt khoát bỏ đi đêm nay đi dò xét ý nghĩ, sớm đi nghỉ ngơi đi, tranh thủ ngày mai có thế cầm tới lạc thạch đằng, được, tống cửu viên tại sát vách nằm ngủ, Khương Quán không có lại đi ra, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, trước kia liền kêu lên tống cửu viên tiến về luận võ chọn rễ địa phương, nghe nói là tại chợ Tây, Khương Quán cùng tống cửu viên đi qua thời điểm, đã có không ít người hướng phía bên kia phóng đi mặc dù thư gia đại tiểu thư hình dáng không ra sao nhưng ai không muốn trở thành thư gia rễ hiền thôi đi đối đầu như thế một gương mặt ta nhưng ăn không nổi cơm ngươi suy nghĩ một chút đức tề đường thư gia liền nàng một đứa con gái về sau cái này đức tề đường đều là nàng tướng mạo cũng không có trọng yếu như vậy nghe lời của mọi người khương quán trong lòng sinh ra hiếu kỳ cái này thư gia đại tiểu thư tự hồ là cái mâu thuẫn người ngay từ đầu nàng cũng không biết vì cái gì mọi người như thế xoắn suýt, thẳng đến đến sân đấu võ, nhìn xem trên đài thư gia đại tiểu thư, khương quán cuối cùng minh bạch vì cái gì thư gia muốn bắt lạc thạch đằng làm đồ cưới, chương 152, vạn nhất nàng nếu là muốn gả cho ta làm sao bây giờ, thư gia đại tiểu thư dáng dấp kỳ lạ, vô cùng mập mạp, xa xa nhìn sang, giống như là một tòa núi lớn giống như đứng tại trên lôi đài, nàng sách tay, chạy chậm đi qua nam tử liền bị nàng tung bay trên mặt đất ai, không có ý nghĩa, kế tiếp, mọi người tại đây, liền đại tiểu thư dạng này, ai có thể làm gì được, tính một cái, ta vẫn là cảm thấy mình vô phúc tiêu thụ, có mấy cái nam nhân có thể đánh được nàng. Nàng đặt mông liền có thể đem người ngồi chết, Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên liếc nhau một cái, hai người yên lặng đứng ở trong đám người, nhìn xem thư đại tiểu thư hô to, tới tới tới, một đối ba, có loại tất cả lên thử xem. Nàng ngược lại là càng đánh càng nghiện, những cái kia bị nàng vứt xuống đến nam nhân chỉ cảm thấy lớp vải lót mặt mũi toàn không có. Thư lão gia đứng tại trên đài cao, sau lưng quản gia nhỏ giọng nhắc nhở, lão gia, còn tiếp tục như vậy, không ai có thể có thể đánh được cô nương. Thư lão gia mặt buồn rười rượi, ai, ta cũng chẳng còn cách nào khác, một cái nam nhân, liền nữ nhi của ta đều đánh không lại, cưới trở về cũng là bài trí. Quản gia, mấu chốt là nhà ta tiểu thư lợi hại như vậy, có mấy cái có thể đánh được, trên đài nam nhân bị từng cái đánh xuống lôi đài khương quán có chút phát sầu nói dựa theo cái này xu thế xuống tới nàng còn không biết lúc nào có thể gặp được một cái đối thủ chúng ta đi tìm bọn họ mua lạc thạch đằng cũng không thực tế a à. chờ thư tiểu thư luận võ chọn rễ thành công rau cúc vàng đều lạnh còn có người sao trên đài thư tiểu thư xách tay có chút buồn bực nhìn chầm chầm phía dưới thờ ơ đám người không một người nói chuyện cũng không ai đi lên thư tiểu thư tách ra vật tay ai xem ra ta kia phong phú đồ cưới không ai coi trọng a à. ta đến lại một cái đại hán bị thư gia đồ cưới hấp dẫn khương quán nhẹ nhàng đụng đụng tống cửu uyên khuỷu tay nếu không ngươi đi thử xem bạn nhất nàng nếu là muốn gả cho ta làm sao bây giờ tống cửu uyên ánh mắt nhìn thật sâu khương quán trong mắt phức tạp cảm xúc để khương quán không dám cùng hắn đối mặt nàng hốt hoảng dời đôi mắt vậy thì phải nhìn ngươi có thích hay không người ta không thích liền nói rõ ràng hôn nhân không phải trò đùa Tống Cửu Viên trầm mặt một cái chớp mắt mở miệng, trọng yếu nhất chính là, hắn không nghĩ để nàng hiểu lầm, cho dù là nhất thời một lát, hắn cũng không nghĩ nàng không vui. Hai người cúi đầu thương lượng, mà lúc này thư gia đối diện trà lâu trong phòng, lục hoàng tử lạnh nhạt uống trà, hoa hiểu tại một bên chăm sóc, Phục Linh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua thư tiểu thư tỷ võ bộ dáng xuất thần, Phục Linh, ngươi nghĩ như thế nào? Lục hoàng tử chợt lên tiếng, ánh mắt cũng rơi vào đối diện không ngừng đem nam nhân vứt xuống lôi đài thư tiểu thư trên thân. Phục Linh quay người đối lục hoàng tử cười cười, nếu như lạc thạch đằng thật tại nhà bọn hắn, mong rằng điện hạ mau chóng đạt được nó, yên tâm, lục hoàng tử vẫy tay một cái, ẩn tàng ảnh vệ xuất hiện ở trước mặt hắn, chủ tử, chọn cái thân thủ tốt nhất, đi tham gia luận võ chọn rễ, lục hoàng tử cũng không có tống cửu uy nhiều cố kỵ như vậy, hắn chỉ cần đạt tới mục đích của mình, về phần thư tiểu thư, không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Khương quán tự nhiên không biết Tống Cửu Uyên đối thủ một mất một còn ngay tại sát vách khách sạn, nàng cùng Tống Cửu Uyên còn tại thảo luận tìm đơn độc cơ hội cùng thư tiểu thư trò chuyện chút. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt hai người liền nhìn thấy một người mặc áo đen nam tử nhảy lên lôi đài. Nam tử này tướng mạo còn có thể, kéo căng lấy một tấm mặt không biểu tình mặt, tiếng nói đạm mạc, ta đến lãnh giáo một chút thư cô nương công phu, được, thua ngươi nhưng phải lưu lại coi ta áp trại tướng công thư tiểu thư có chút dơ lên cái cầm, đánh giá nam nhân trước mặt, tính không được cái gì anh Tuấn Tiểu Lan Quân, chẳng qua so với cao lớn thô kệch hán tử vẫn là muốn anh Tuấn một chút, hai người rất nhanh liền truyền đấu lên, Khương Quán nhìn qua cấp trên nam tử áo đen, đôi mi thanh tú nhăn nhăn, so với lúc trước những cái kia đánh lên không có kết cấu gì nam nhân, nam nhân này một chiêu một thức đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, từng, Tống Cửu Huy nguy hiểm hiếp hiếp mắt mắt, đối bên cạnh Tống Dịch nói, đi dò ra người này chủ tử, không cần tra, đây là lục hoàng tử người, tống dịch thấp giọng trên cổ tay hắn có cái dấu hiệu, thuộc hạ đã từng thấy qua, lúc trước những cái kia theo đuổi giết chủ tử nhân thủ bên trên cũng có cái này đánh dấu, lục hoàng tử cho là bọn họ không biết, thực tế tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, hắn muốn lạc thạch đằng làm cái gì, khương quán sững sờ một cái chớp mắt, đương nhiên nàng hoàn toàn không nghĩ tới lục hoàng tử là muốn mình dùng, dù sao đồ chơi kia giải dược, căn bản nhưng không dùng được lạc thạch đằng. Tống Cửu Viên khoanh tay đứng ở đằng kia, hẳn là La Hán quả sự tình cùng hắn có quan hệ, không bài trừ khả năng này, chẳng qua chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là cầm tới Lạc Thạch đằng. Khương Quán nhìn xem trên đài đánh khó bỏ khó phân hai người, thư tiểu thư có thể trọng ưu thế, tăng thêm ngày bình thường đoán chừng cũng thường xuyên đánh người, này sẽ cũng không hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nhưng bọn hắn đều biết, Lục hoàng tử ám vệ lâu dài đi lại bên ngoài, thân thủ không kém. Thư tiểu thư sức chịu đựng khẳng định đấu không lại hắn. "Chủ tử, không bằng thuộc hạ cũng tới đi. Tống Dịch có chút nóng nảy, nếu là Lục hoàng tử người lấy đi Lạc Thạch Đằng, liền rất khó giải quyết, xem trước một chút." Tống Cửu Uyên đáy mắt xẹt qua một vòng trầm tư, trên đài thư tiểu thư đã dần dần rơi tầm thường, mắt thấy kia ám vệ liền phải thủ thắng, Tống Cửu Uyên chợt đối Tống Dịch nói: "Đi lên, ghi nhớ, các ngươi cùng một chỗ thua." "Tốt." Tống Dịch một cái bay người lên lôi đài. Hắn cũng mặc kệ chủ nhân mệnh lệnh là cái gì, hắn chỉ cần chấp hành. Khương Quán khóe môi có chút nhếch lên, ngươi để Tống Dịch thua là muốn đợi sẽ tự mình tự thân lên. Không, ngươi bên trên, Tống Cửu Uyên vừa dứt lời, Khương Quán kém chút bị nước miếng của mình sạch đến, nàng một trận cho là mình sinh ra nghe nhầm, ngươi là nữ tử, sau đó cùng nàng nói rõ ràng là được, nếu là ta bên trên có chút khó giải thích, nếu là kia thư tiểu thư nhận định hắn, Khương Quán cầm hòa ly sách chạy xa xa làm sao bây giờ? ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý, Khương Quán sờ sờ cái cầm, không cho Tống Cửu Uyên khẳng định trả lời chắc chắn, cái đầu tính toán chuyện kế tiếp, có Tống Dịch xuất mã, kia ám vệ tự nhiên thắng không được, ngay tại thư tiểu thư coi là Tống Dịch là nàng chân mệnh thiên tử lúc, gia hỏa này cố ý lộ ra sơ hở, thuận thế bị thư tiểu thư đạp xuống lôi đài, Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên, Tống Dịch, ngươi còn có thể làm rõ ràng hơn một chút sao? Thư tiểu thư im lặng kéo ra khóe mắt, sinh khí lớn tiếng nói, còn có ai muốn lên đi thử một chút, để ta đi. Khương quán tách ra vật tay, hôm nay nàng đặc biệt xuyên nam trang, chỉ là thân hình không so được nam tử. Một trạm lên đài, thư tiểu thư liền có chút ghét bỏ, người yếu như vậy không khỏi gió cũng muốn thử. Nàng cảm thấy mình một đấm liền có thể đưa nàng đánh xuống lôi đài. Khương quán mặt mày mang cười, thư cô nương nhưng chớ có trong mặt mà bắt hình dong, đợi lát nữa thua khóc nhè. Nàng giống như là ôm nhuận công tử ca, lúc cười lên rất có sức cuốn hút, cho dù mang theo mặt nạ, thư tiểu thư cũng bị Khương Quán nụ cười này mê mắt, trên đời này. Làm sao có đẹp mắt như vậy nam tử A, à? nàng ngượng ngùng siết chặt nắm đấm, bản cô nương xưa nay không khóc, chương 153, trừ phi bồi ta một vị tướng công, nói xong liền đối với Khương Quán lao đến, nàng thân thể mập mạp, nếu là Khương Quán không nhanh chóng tránh né, thật là có khả năng trực tiếp bị đập xuống lôi đài, nàng linh hoạt tránh đi thư tiểu thư, chạy như bay, bước chân kia nhìn dưới lôi đài người trợn mắt hốc mồm. A, à, cái này tiểu lan quân có vẻ như rất lợi hại, xem ra thư tiểu thư đá vào tấm sắt. Cái gì tấm sắt không tấm sắt, cái này tiểu lan quân nếu là thật thắng, người ta coi như thành người một nhà. Đáng tiếc đẹp mắt như vậy tiểu lan quân, hoa nhài cắm bãi cứt trâu A. À. Nghe người bên ngoài nghị luận, tống cửu viên trong lòng không khỏi không thoải mái, hắn nhíu mày nhìn qua trên đài hai người, có chút hối hận, sớm biết như thế, không nên để quán quán đi lên mà lúc này lục hoàng tử cũng được biết trên đài người là khương quán lập tức khí bóp nát ở trong tay chén trà khương quán khương quán tại sao lại là nàng bọn hắn làm sao âm hồn bất tán điện hạ lưu vong trong đội ngũ có người chết rồi sống lại cái này vương phi sợ là muốn trị những người kia ám vệ tin tức linh thông tăng thêm khương quán cùng tống cửu uyên cũng không nghĩ dấu là lấy lục hoàng tử rất nhanh liền biết được chân tướng hắn tức giận trắng răng phế vật bản vương mặc kệ những người kia như thế nào tóm lại nhất định phải đạt được lạc thạch đằng thân thể của hắn nhưng so sánh những cái kia dân đen trọng yếu được nhiều điện hạ yên tâm thuộc hạ cái này đi chuẩn bị cái này lạc thạch đằng chỉ có thể là điện hạ ám vệ giọng điệu nhất định phải được lục hoàng tử lúc này mới thu liễm mấy phần tức giận ở đáy lòng vậy được ngươi đi trước chuẩn bị cho dù khương quán thắng thì đã có sao kia lạc thạch đằng chỉ có thể là hắn khương quán nhưng không biết lục hoàng tử ý nghĩ lúc này nàng đem thư tiểu thư trói buộc trước người thanh âm mang mấy phần ý cười thư cô nương còn muốn tiếp tục không nàng mặc dù thân hình không bằng thư tiểu thư cường đại nhưng khương quán sẽ xảo kình a liều mạng nắm bắt huyệt vị của nàng cái này thư tiểu thư đau thẳng lắc đầu không tiếp tục tiểu lan quân ngươi thắng nàng nũng nịu ổn ẻn lấy tiếng nói xấu hổ mang e sợ nhìn về phía khương quán dọa đến khương quán vội vàng buông tay lui ra phía sau mấy bước song song đều do nàng cái này đáng chết mị lực. thư cô nương chẳng lẽ thật nhìn trúng nàng a? À? cha, so tài kết thúc á. thư cô nương đối trong phủ nhức đầu hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua khương quán. ánh mắt kia nhìn khương quán tê cả da đầu, nàng lại chỉ có thể kiên trì đối thư cô nương nói, thư cô nương, tại hạ có việc muốn cùng ngươi nói riêng nói, ngươi thấy có được không? đầu tiên vẫn là muốn giải trừ hiểu lầm, không thể thật làm cho con gái người ta thương tâm. thư cô nương ngượng ngùng buông thõng đôi mắt, uốn éo người nói xong liền nhìn về phía dưới lôi đài đám người lớn tiếng nói, luận võ chọn rễ kết thúc, tất cả mọi người tản đi đi. đám người, mọi người liếc qua thư cô nương khổng lồ thân hình, lại liếc qua khương quán tiểu thân bản, nhìn không được khe khẽ bàn luận nhau nhau. trời, kia tiểu lan quân cái này thân thể nhỏ nhắn, chịu được thư cô nương a? À, ngươi quản người ta chịu hay không chịu được, người ta ngươi tình ta nguyện sự tình, ngươi liền đố kỵ đi. cái này có cái gì tốt đố kỵ, cho dù có bạc triệu gia sản thư cô nương bộ dáng này ta nhưng không thể đi xuống miệng cái này tiểu lan quân thật là có dũng khí đám người cười nói tán đi khương quán cố gắng gạt ra một nụ cười chỉ vào tống cửu uyên nói kia là bằng hữu của ta có thể hay không cùng chúng ta cùng một chỗ thư cô nương nghe vậy gật đầu đũng niệu nói tốt bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta khương quán tống cửu uyên tiến lên mấy bước đi theo đám bọn hắn tiếng thư phủ vừa vào cửa một cái lão đầu liền cao hứng tới nghênh đón hắn nhìn từ trên xuống dưới khương quán, rất nhanh đáy mắt hưng phấn không còn, trong mắt xẹt qua một vòng trầm tư. Lão hồ ly này sợ là đã xem thấu khương quán nữ tử thân phận, cha, đây chính là thắng ta tiểu lan quân. Thư cô nương mặt mũi tràn đầy hưng phấn giới thiệu khương quán thân phận, thư lão gia hừ nhẹ một tiếng, dễu cực nói, ngươi ngược lại là thật bản lãnh, xin lỗi, thư lão gia, khương quán thở dài, mấy người đã đi đến phòng khách, nàng ấy nấy nhìn về phía thư cô nương, thư cô nương, thực sự là thật có lỗi, ngươi không muốn cưới ta, thư cô nương bỗng nhiên trợn to con mắt, thịt đô đô dưới mặt lôi kéo, trong mắt hòa hợp hơi nước, ta liền biết, các ngươi đều ghét bỏ ta dáng dấp béo còn không dễ nhìn, không phải. Khương quán vội vàng khoát tay, lúng túng giải thích, thư cô nương, ngươi hiểu lầm, ngươi không có không muốn cưới ta, thư cô nương uống lên đôi mắt nở nụ cười, nhìn về phía khương quán ánh mắt đều nhanh muốn kéo. Tống cửu viên trong lòng khó chịu phiền muộn, dứt khoát thay khương quán mở miệng nàng không thể lấy ngươi vì cái gì thư cô nương thất lạc buông thõng đôi mắt nói cho cùng nàng vẫn là ngại dung mạo của nàng không dễ nhìn khương quán yếu ớt thở dài một tiếng đón thư lão gia muốn giết người ánh mắt nhắm mắt nói thư cô nương thẳng thắn đáng yêu là cô nương tốt chỉ là ta lại không thể cưới ngươi bởi vì ta cũng là nữ tử đang khi nói chuyện nàng buông xuống co lại đến mái tóc cũng lấy xuống nửa bên hồ ly mặt nạ xinh xắn khuôn mặt trắng loãng để thư cô nương thần sắc sững sờ ngươi ngươi thế mà là nữ tử nàng khí hung hăng dậm chân vừa nghĩ tới mới nàng đối một nữ tử phạm hoa si nàng liền thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt nữ nhi của ta luận võ chọn rễ ngươi lấy nữ tử thân phận tham gia ra sao rắp tâm thư lão gia hung giữ trừng mắt khương quán mặc dù đã có suy đoán nhưng khương quán nói như vậy ra tới mạnh mẽ đánh bọn hắn thư gia mặt mũi tống cửu biên đứng tại khương quán trước mặt Thay nàng ngăn trở những người này ánh mắt cừu địch, ấy nấy nói, xin lỗi, tình thế bức bách, đúng vậy à, thực sự là thật có lỗi, cái này sự tình đúng là chúng ta làm không chính cống, Khương Quán thật tâm thật ý nói xin lỗi, thư cô nương khí hốc mắt đều đỏ, ngươi rõ ràng chính là cố ý treo đùa ta, không phải không phải, Khương Quán vội vàng giải thích, nếu ta thực tình treo đùa ngươi, liền sẽ không nói cho ngươi ta là nữ tử, các ngươi đến cùng cái gì mục đích, gừng càng già càng cay thư lão gia nguy hiểm hiếp con mắt một bộ phi thường không dễ nói chuyện dáng vẻ khương quán cũng không nghĩ giấu giếm bọn hắn nói thẳng nói ta là một đại phu cần lạc thạch đằng cứu người mới ra hạ sách này có đắc tội địa phương mong rằng hai vị có thể rộng lòng tha thứ ta không muốn nghe ngươi nhiều như vậy lung tung ngổn ngang lấy cớ lạc thạch đằng là cha cho ta đồ cưới ta sẽ không cho ngươi thư cô nương là thật bị tức đến một hơi liền từ chối khương quán thậm chí thư lão gia cũng nói nữ nhi của ta nói không sai thứ này là ta thật vất vả được đến tuyệt đối sẽ không cho các ngươi các ngươi đi thôi khương quán cùng tống cửu uyên liếc nhau một cái liên tục không ngừng nói thư cô nương chúng ta thật nhiều cần lạc thạch đằng có thể cầm đồ vật đổi các ngươi cần gì cứ việc ta ta cần một vị tướng công thư cô nương chợt nhìn về phía khương quán bên cạnh thân tống cửu uyên cái này tiểu lan quân cũng là dáng dấp không tệ các ngươi nếu là thực sự băn khoăn liền bồi ta một vị tướng công Đến lúc đó chúng ta thành hôn, kia lạc thạch đằng tự nhiên là các ngươi, như thế nào? Chương 154, trách không được tướng công của ngươi đối ngươi khăng khăng một mực, ta đã cưới vợ. Tống Cửu viên đạm mạc mấy chữ để thư cô nương nhíu mày nhìn về phía Khương quán, lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu lộ. Các ngươi là vợ chồng. Vâng. Tống Cửu viên thoải mái thừa nhận, Khương quán không nghĩ gây phiền toái, cũng không có vạch trần hắn. Nghe vậy thư lão gia càng thêm tức giận hắn chỉ vào tống cửu uyên cùng khương quán mắng, các ngươi như là đã thành hôn, vì sao còn đánh gãy nữ nhi của ta luận võ chọn rễ, cổ nhân nói ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc nhân, các ngươi đây là thất đức, tính một cái, cha, để bọn hắn đi thôi, thư cô nương ngược lại là còn tốt, dù sao hôm nay so tài người trong đầu không còn có cái khác ngưỡng mộ trong lòng ứng cử viên, chẳng qua không quan hệ, nàng ngày mai vẫn là có thể lại so tài. Khương quán mặt mũi tràn đầy cảm kích, đa tạ thư cô nương thông cảm, chỉ là chúng ta thật nhiều cần lạc thạch đằng, không được, thư lão gia đánh gãy khương quán, coi như nữ nhi của ta đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng, không có điểm hấp dẫn người đồ vật, người khác như thế nào lại đuổi tới tham gia luận võ chọn rễ, lạc thạch đằng không có khả năng cho các ngươi, chuyện lúc trước ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi đi nhanh lên đi, thư cô nương nói xong cũng muốn hướng trong viện đầu đi, khương quán bỗng nhiên mở miệng, thư cô nương. Ngươi mập mạp không phải trời sinh, ta có thể giúp ngươi ngươi nói cái gì thư cô nương bỗng nhiên chuyển mắt nhìn về phía khương quán đáy mắt đều là chấn kinh hồ nghi nói ta cái này thật không phải trời sinh từ cửa hàng nhỏ tử bên trong các thúc bá liền thay nàng nhìn qua nói đây không phải bệnh liền cha cũng là như thế nói nhưng hôm nay lại có thế có người nói nàng không phải trời sinh mập mạp thư cô nương chấn kinh nhưng thư lão gia lại bộ mặt phát chìm vị cô nương này xin đừng nên nói mò còn xin ngươi rời đi cố ý nhấc lên mập mạp đây không phải tại nữ nhi của hắn tim đâm đau sao, ta nói qua, ta là đại phu, khương quán thần sắc rất chân thành, ta có thể nhìn ra được, ngươi đây không phải trời sinh mập mạp, là cái khác nguyên nhân bệnh đưa tới, thư lão gia tức giận phi thường, vừa muốn mở miệng răng dậy khương quán, liền bị thư cô nương ngăn lại, cha, ngươi trước hết nghe nàng nói xong, ta cần đem mạch, khương quán nghĩ tới, đã đối phương không chịu đem lạc thạch đằng bán cho nàng, nàng chỉ có thể áp dụng cái khác quanh co biện pháp, mà thư cô nương để ý nhất chính là mình dáng người cùng dung mạo cho dù không phải như vậy tin tưởng khương quán nàng vẫn là ôm lấy một hai phần hy vọng tốt nếu như ngươi dám gạt ta ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi nói xong thư cô nương dứt khoát ngồi xuống vương tay cổ tay để khương quán bắt mạch khương quán cùng tống cửu uyên liếc nhau một cái hai người một trước một sau đi theo tiếng phòng khách có hạ nhân dân trà nước mà khương quán đầu ngón tay đã rơi vào thư cô nương trên cổ tay thư lão gia thở mạnh cũng không dám đau lòng thẳng nhíu mày, thư cô nương xác nhận thích cây độc, mỗi tháng đều sẽ phát bệnh một lần, toàn thân phát nhiệt không thư, bệnh kén ăn buồn nôn, tâm phiền khát nước, sau đó toàn thân ra ban, trong một ngày ra đủ, ước chừng 6-7 ngày toàn bộ thối lui, ta nói đúng không? Khương quán vừa mới nói xong, thư lão gia cùng thư cô nương hai người đồng thời khiếp sợ trợn to con mắt, chỉ vì khương quán nói hoàn toàn đúng, nàng. Thật có thể thông qua bắt mạch nhìn ra nhiều như vậy cha con hai tướng lẫn nhau đối mặt khắc sâu hoài nghi khương quán có phải là tìm người hỏi thăm nhưng cái này sự tình bọn hắn giấu đến xếp sao trừ bọn hắn cha con căn bản liền không có ngoại nhân biết a à. khương quán dường như đoán được bọn hắn ý nghĩ tự tin nói ta là đại phu chỉ cần bắt mạch liền không có ta không biết ta còn biết ngươi mập mạp chính là bệnh này đưa tới ngày bình thường rất khó tra ra nguyên nhân bệnh nàng nói tràn đầy tự tin tống cử viên khóe môi có chút dương lên nói bổ sung nương tử của ta là thần y ta cũng là đại phu thư lão gia lẩm bẩm một câu yếu ớt thở dài một tiếng đến cùng không nỡ nữ nhi chịu tội thế là đối khương quán cam kết ngươi nếu là có thể chữa khỏi bệnh của tiểu nữ kia lạc thạch đằng liền tặng cho các ngươi khương quán muốn chính là câu nói này nàng cao hứng gật đầu ta cho ngươi mở một tấm phương tử tại ngươi mỗi tháng phát bệnh hai ngày trước bắt đầu phục dụng phát bệnh kết thúc ngừng dùng liên phục tháng tư liền có thể khỏi hẳn đến lúc đó trên người ngươi dư thừa thịt mỡ cũng sẽ dần dần giảm bớt vòng eo sẽ trở nên tinh tế thật sao thư cô nương kích động nắm chắc khương quán tay cười lên kém chút không nhìn thấy cặp mắt ti hí của nàng nhưng khương quán có thể cảm giác được nàng toàn thân tràn ngập chờ mong nàng tràn đầy tự tin gật đầu đương nhiên là thật chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm là đủ vậy được chờ tiểu nữ khỏi hẳn ta nhất định sai người đem lạc thạch đằng đưa tới thư lão gia cũng mười phần đại khí chỉ là một câu để Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên trên mặt nụ cười cứng đờ. Thư cô nương hảo tâm nhắc nhở, cha, bọn hắn hẳn là vội vã dùng lạc thạch đằng, chờ bốn tháng về sau nàng tốt lại cho người ta, sợ là rau cúc vàng đều lạnh, thế nhưng là ta làm sao xác nhận ngươi phương tử chân thực tính. Thư lão gia nhức đầu sờ soạn một cái tóc, vạn nhất bọn hắn là lắc lư bọn hắn, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài, tin hay không, các ngươi thử xem liền biết, tống cửu uyên đối khương quán mười phần tự tin, hắn nhìn về phía mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt thư cô nương. Ngươi vóc người này cùng khuôn mặt để ngươi bối rối hồi lâu đi, nếu là ngươi tin chúng ta, chắc hẳn rất nhanh liền có thể thoát khỏi bị người nghị luận vận mệnh. Đúng vậy, kỳ thật thư cô nương đều biết, những người kia mặt ngoài tới tham gia luận võ chọn rễ, thực tế nhìn chúng đều là gia thế của nàng, không ai là bởi vì nàng là nàng mà thích nàng, đây là thư cô nương khổ sở nhất địa phương, nhưng nàng không nghĩ để phụ thân lo lắng, cho nên một mực giả vờ như không quan trọng bộ dáng, lần này đón Khương Quán ánh mắt chân thành, nàng dao động, cha, không bằng chúng ta thử xem a, à. cho dù chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng muốn thử xem, đón nữ nhi ánh mắt mong đợi, thư lão gia cuối cùng vẫn là mềm lòng, thôi được, nếu các ngươi dám gạt người, ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi, nói xong hắn đối sau lưng quản gia bàn giao vài câu, để người đi lấy lạc thạch đằng, Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên kích động liếc nhau một cái, nàng nhìn về phía hào phóng thư cô nương thư cô nương ta cho ngươi châm cứu một phen ngươi liền biết ta nói đối với không đúng là nên làm cho đối phương kiến thức một chút trong đó hiệu quả tốt thư cô nương mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đáp ứng thư lão gia lại không yên lòng chẳng qua thư cô nương là nữ tử lại không yên tâm hắn cũng không có đi vào mà là phân phó người cho các nàng chuẩn bị một gian đơn độc phòng trong phòng khương quán đem tiêu thật độc ngân châm từng cái vào thư cô nương thân thể miệng bên trong giải thích nói, ta trước dùng ngân châm cho ngươi thả phóng độc, ngươi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm không ít, đa tạ, thư cô nương nằm lì ở trên giường, mặt mũi tràn đầy ao ước ngước mắt, ta còn không biết các ngươi xưng hô thế nào đâu, ta nhà chồng họ tống, thương quán nhập gia tùy tục, đương nhiên cũng là bởi vì nàng không nghĩ bại lộ thân phận của mình, tống nương tử, thư cô nương trong giọng nói có chút ít ao ước, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, tư thái cũng tốt. Trách không được tướng công của ngươi đối ngươi khăng khăng một mực, Chương 155, Chiến vương chân quả nhiên khôi phục, hắn lúc nào đối ta khăng khăng một mực rồi, Thương Quán một mặt ngây ngốc, không có hiểu rõ cô nương này não mạch kính, nhưng mà thư cô nương lại bày ra một bộ rất đập bộ dáng, mới ta nói muốn hắn bồi một cái tướng công, hắn như vậy khẩn trương, nhất định là sợ ngươi sinh khí, nói rõ hắn rất để ý ngươi, khả năng đi, Thương Quán vô tâm vô tư bắt đầu ghim kim, mặc dù đáy lòng nghi hoặc khẽ quét mà qua, nhưng công việc thời điểm nàng chưa từng suy nghĩ nhiều sợ phân tâm, mà thư cô nương còn tại phối hợp nói, hắn tướng mạo anh Tuấn, ngươi xinh đẹp như hoa, hai người các ngươi ngược lại là xứng, thương quán không có hồi, một lòng nhào vào trên ngân châm, thư cô nương liền cảm giác không có ý nghĩa, nhu thuận nhắm đôi mắt lại bị đâm, ước chừng một khắc đồng hồ, Khương quán xoa xoa mồ hôi tráng, đối thư cô nương nói, chờ một khắc đồng hồ liền có thể rút, vất vả, tống nương tử, thư cô nương miệng nhỏ lại bắt đầu, tống nương tử như vậy có bản lĩnh nếu ta là tiểu lang quân cũng nhất định phải đưa ngươi cưới về nhà nghe nàng hâm mộ lời nói khương quán có chút dở khóc dở cười các ngươi thư gia cũng là làm nghề y thế gia ngươi là thư gia cô nương cũng có thể học làm đại phu cha ta nói làm đại phu là nam nhân sự tình ta thân là nữ tử thật sinh làm cái ngồi ăn rồi chờ chết thiên kim đại tiểu thư là được thư cô nương thì thầm kỳ thật ta biết cha ta chính là lo lắng ta chịu không nổi phía ngoài lời ra tiếng vào cho nên mới đem ta nhốt tại trong nhà thư lão gia đối thư cô nương đặc biệt sủng khương quán từ lần thứ nhất gặp mặt liền phát giác được nàng cười khuyên nhủ chờ ngươi khỏi bệnh ngươi liền có thể làm chuyện ngươi muốn làm cám ơn ngươi tống nương tử thư cô nương tuếch miệng cười mặc kệ hiệu quả như thế nào ta đều sẽ khuyên ta cha đem lạc thạch đằng cho các ngươi ta nhìn ra được ngươi là rất tốt đại phu cho nên ta nguyện ý tin tưởng ngươi tạ ơn khương quán thật tâm thật ý nói tạ một khắc đồng hồ canh giờ đến nàng bắt đầu rút thư cô nương còn tại nói liên miên lải nhải tống nương tử mạng ngươi thật tốt lan quân dáng dấp cũng tốt mặc dù khương quán cũng không biết nàng là thế nào xuyên thấu qua mặt nạ biết tống cửu uyên dáng dấp không tệ tốt khương quán đem tất cả ngân châm đều thu vào nhìn về phía thư cô nương khích lệ nói ngươi xuống tới đi một chút thử xem nhà thư cô nương trở mình một cái đứng lên một giây sau bỗng nhiên trợn to con mắt ta ta thế nào cảm giác mình gầy mấy cân một loại. Người nhẹ như yến, thế thì không đến mức, Khương Quán dở khóc dở cười, chỉ là để ngươi toàn thân buông lỏng không ít, thiếu chút vướng víu cảm giác, tống nương tử, ta tin ngươi, thư cô nương cảm nhận được lúc trước cồng kềnh thân thể nhẹ nhàng không ít, lúc này đối Khương Quán càng thêm tín nhiệm, hai người vừa ra khỏi phòng, thư cô nương liền lôi kéo thư lão ra tay, mặt mũi tràn đầy kích động, cha, ta có dự cảm, tống nương tử nhất định có thể trị hết ta, ta thân thể này nhẹ nhàng không ít, không nhìn ra cái gì a. À. Thư lão gia nhìn từ trên xuống dưới thư cô nương, thân thể của nàng vẫn là cùng lúc trước đồng dạng mập mạp, vẫn là ba tầng cái cầm, đồng dạng đáng yêu. Thư cô nương khí dậm chân, sao có thể rõ ràng như vậy, dù sao ta tin tưởng tống nương tử, cha, ngươi đem lạc thạch đằng cho bọn hắn đi. Nàng lôi kéo thư lão gia tay nũng nịu, thư lão gia thê tử mất sớm, chỉ như vậy một cái cô nương, kỳ thật đáy lòng đã sớm mềm lòng, được được được, Gia biết, thư lão gia bất đắc dĩ lúc, Khương Quán đã viết xong phương tử đưa cho bọn hắn, dựa theo này phương, phát bệnh trước một hai ngày bắt đầu phục dụng, thư lão gia tiếp nhận phương tử xem xét, nhăn tại cùng một chỗ lông mày rất nhanh giãn ra, hắn ha 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 cười to nói, dịu ư dịu ư, tống nương tử cái này phương tử mở vô cùng tốt, thư cô nương nội tình không sai, sau khi khỏi hẳn nhất định là thanh thủy thành đại mỹ nhân, Khương Quán thực sự nói thật, cái này thư cô nương mặc dù bây giờ là bánh nướng mặt, nhưng ngũ quan tinh xảo nếu là gầy nhất định là cái mỹ nhân nhờ lời chúc của ngươi thư lão gia tâm tình thư sướng quản gia cũng đã lấy ra lạc thạch đằng hắn đem giao cho khương quán ngữ khí hết sức chăm chú tống lương tử đây chính là lạc thạch đằng nếu là tiểu nữ thật có thể khỏi hẳn đến lúc đó tất có thâm tạ thư lão gia không cần phải khách khí cái này lạc thạch đằng chính là tốt nhất tạ lễ khương quán mặc dù tham tài nhưng cũng có chừng mực nơi này lúc nàng đến nói cái này lạc thạch đằng đáng giá ngàn vàng, chờ ta khỏi hẳn, có thể đi tìm tống nương tử chơi sao, thư cô nương nháy nháy con mắt, là thật tâm muốn cùng Khương Quán trở thành bằng hữu, Khương Quán cùng tống cửu uyên liếc nhau, các nàng tại cửu châu trụ sở cũng còn không có xác định, nàng nhân tiện nói, tốt, chẳng qua chúng ta tạm thời không có chỗ ở cố định, đợi đến mục đích, ta liền viết thư cho ngươi như thế nào, tốt, ta chờ tống nương tử gửi thư, thư cô nương nhiệt tình lưu hai người dùng cơm, chẳng qua khương quán vội vã trở về cứu người liền cự tuyệt chờ hai người rời đi về sau thư lão gia còn tại nhắc tới cái này phương tử tốt thì tốt cũng không biết có thể hay không chữa khỏi ngươi cha ngươi yên tâm ta có dự cảm lần này ta nhất định có thể khỏi hẳn thư cô nương đối khương quán rất có lòng tin để thư lão gia có chút ăn giấm ngươi ngược lại là tín nhiệm nàng người cảm giác lừa gạt không người nàng chẳng qua là đâm mấy châm ta đã cảm thấy toàn thân thoải mái không ít cha, ta nói thật ngươi cũng đừng sinh khí, ta cảm thấy y thuật của ngươi không có tống nương tử lợi hại, nàng có thể nhìn ra vấn đề ngươi nhưng nhìn không đến, thư cô nương tính tình thẳng thắn, để thư lão gia dở khóc dở cười, xem ra ngươi là thật tốt hơn nhiều, thế mà đều có tâm tư bố trí cha ngươi, chẳng qua. Cha trong lòng ta là lợi hại nhất đại phu, thư cô nương con ngươi đảo một vòng, thư lão gia cưng chiều điểm một cái trán của nàng, kia luận võ chuyện kiếm chồng. Chờ ta tốt rồi nói sau, không chừng khi đó ta thật thành thanh thủy trấn đại mỹ nhân không cần luận võ chọn rễ bà mối đều có thể đạp phá nhà ta cánh cửa thư cô nương nhớ tới khương quán nói lời lập tức lòng tin tràn đầy đợi nàng tốt nàng cũng phải tìm một cái anh tuấn tiểu lan quân khương quán không biết mình nói lời ảnh hưởng như thế lớn hai người ra thư phủ trực tiếp thẳng đi đối diện khách sạn cơm đều không rảnh ăn liền cưỡi ngựa hướng trở về lạc thạch đằng cũng bị khương quán mượn tay áo che lấp ném vào không gian trên đường tống cửu uyên lo lắng nói lục hoàng tử người đã để mắt tới lạc thạch đằng chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ từng chúng ta cẩn thận một chút khương quán khẽ gật đầu cùng lục hoàng tử đối bọn hắn rất quen thuộc lục hoàng tử đối với các nàng cũng rõ như lòng bàn tay ví dụ như giờ phút này vừa ra thanh thủy trấn nàng cùng tống cửu uyên liền bị mấy cái người áo đen ngăn lại hai người mặc dù mang theo mặt nạ nhưng cũng không ảnh hưởng lục hoàng tử người tìm tới bọn hắn chỉ là nhìn xem tống cửu viên đơn độc cưỡi ngựa, đám người liếc nhau một cái, xem ra trước đó điện hạ suy đoán không sai, chiến vương chân quả nhiên khôi phục, đồ vật lưu lại, dẫn đầu ám vệ mở miệng yếu ớt, trong tay đại đao ngo ngoe muốn động, tống cửu viên dừng lại, nhìn về phía bên cạnh thương quán, nắm chặt trong tay chủy thủ, quán quán, giao cho ta, chương 156, bọn hắn là cùng một loại người, tốt. thương quán cười mặt mày công công, đã tống cửu viên có thể giải quyết, Nàng cũng lười ra tay, dù sao nàng cũng là được chứng kiến hắn thân thủ, thế là khương quán quể oải tự ở con ngựa trên thân, mắt thấy tống cửu biên xuống tay không lưu tình chút nào, hắn hôm nay không chỉ có khôi phục hai chân, thậm chí liền nội công đều khôi phục lại đỉnh phong, phái mấy người như vậy đến đây đoạt hắn đồ vật, lục hoàng tử không khỏi quá xem thường người, chỉ trong chốc lát, tống cửu biên dưới chân liền nhiều một đống thi thể, hắn cầm khăn vuông một chút xíu lau sạch sẽ chuyển thủ bên trên vết máu, ngươi sợ sao? Tống cửu huyên một bên nói một bên trở mình lên ngựa, động tác lưu loát lại hiên ngang, không thể không nói Khương Quán bị điện giật một chút, chẳng qua nàng rất nhanh liền thu liễm lại đáy mắt kinh diễm, không sợ, nàng kéo căng dây cương, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, đi thôi, muốn giết bọn hắn người, chết liền chết rồi, có cái gì tốt sợ, ánh mắt của nàng quá mức ngay thẳng, ngược lại để tống cửu huyên trong con ngươi đen nhánh hiển hiện là một vòng tán thưởng, hắn lần nữa cho rằng, bọn hắn là cùng một loại người lúc trước hắn làm sao liền không có phát hiện Khương Quán tính tình cùng hắn như thế giống nhau. Tống cửu viên trầm tư nháy mắt, Khương Quán đã cưỡi ngựa đi rất xa, hắn liên tục không ngừng nắm chắc dây cương đuổi theo, trở lại trang tử bên trên lúc, liên tưởng đến lục hoàng tử đại khái đã biết tống cửu viên chân đã khôi phục, hắn cũng lười che che lấp lấp, dứt khoát trực tiếp đi theo Khương Quán tiến viện tử. Cái này đem điền trang bên trong cả đám ngựa khiếp sợ người đều tê dại, trời à, tống cửu viên thế mà khôi phục rồi, hắn dáng người thẳng tắp, cũng khó trách lúc trước kinh đô như vậy bao nhiêu nữ ném tâm về sau vương phi xem như khổ tận cam lai a à. những người này nghị luận khương quán tuyệt không nghe vào nàng luôn cảm giác mình quên thứ gì thẳng đến lâm quản gia lột bột mở miệng vương phi có thể thấy được lấy công tử nhà ta khương quán tốt a à, nguyên lai nàng đem lâm đình ngọc tất quên mất chưa từng Tống cửu viên đạm mạc mở miệng để lâm quản gia trong lòng một cái lột bột là như thế này chúng ta đến thanh thủy thành liền không có chậm trễ trực tiếp đi tìm lạc thạch đằng công tử nhà ngươi sợ là còn tại thanh thủy thành ngươi phái người đi thông báo hắn một tiếng lạc thạch đằng ta đã tìm trở về khương quán có chút xấu hổ nàng đến thanh thủy thành về sau một lòng chạy tại lạc thạch đằng bên trên xác thực đem lâm đình ngọc như thế cái người sống sờ sờ cho xem nhẹ được rồi vương phi lâm quản gia nhìn khương quán cùng tống cửu uyên đang đối bộ dáng trong lòng khẽ thở dài một cái công tử a nên buông tay thời điểm là nên buông tay a nhâm đại ca đi đem tất cả bị cắn người đều đưa đến ly nhi trong viện tới đi. Khương quán toàn bộ tâm tư vẫn tại giải quyết cái này cổ trùng bên trên, nàng nhanh chân hướng phía tống cửu ly viện tử đi đến, tống cửu huyên đem ngựa giao cho lâm quản gia, tự nhiên đi theo, trong viện truyền đến tống cửu ly tiếng gào thét, còn kèm theo tống đại nương tử trầm thấp tiếng khóc, ly nhi, ngươi tỉnh táo chút, tống cửu ly, ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm, tống cửu thị cất cao thanh âm, hiển nhiên rất tức giận, nhưng sinh khí cũng không làm nên chuyện gì. Khương Quán cùng Tống Cửu Ly đi vào lúc, liền nhìn thấy tóc tai bù xù Tống Cửu Ly, lúc này chính phát điên gãi tường, thấy Khương Quán, Tống Đại Nương Tử Phi thường kích động, quán quán, các ngươi trở về à nha, ừm, cực khổ nữa các ngươi nhìn một chút ly nhi, ta đến chế dược, Khương Quán chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Tống Cửu Ly, liền cầm lạc thạch đằng cùng cái khác dược liệu cùng nhau tiến phòng cách vách, trong phòng liền nàng một người, nàng định đi không gian, trừ lạc thạch đằng, nàng còn đi không gian dược điền hái mấy loại dược liệu, tăng thêm không gian tồn kho bên trong, to to nhỏ nhỏ mấy chục loại dược liệu, dùng để bào chế hấp dẫn cổ trùng mùi thuốc, thời gian có hạn, nàng cũng không rảnh làm cho tinh xảo đẹp mắt, lại làm một chậu chất lỏng, mặt khác còn chế tắt một cây dẫn dụ hương, đợi nàng bưng thảo dược lúc đi ra, tống cửu ly trong phòng ngồi đầy người, trừ tống cửu viên bọn hắn, còn có nhậm bang mang theo những cái kia bị cắn người. Về phần nghiêm trọng nhất là hán quả, lúc này bị trói lấy để dưới đất, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, ta đến khu cổ, khương quán thần sắc nghiêm túc rơi vào những cái kia khuôn mặt phát cuồng trên thân người, tốt, chúng ta ra ngoài chờ, tống đại nương tử vi nương tâm tính, lòng tràn đầy chờ mong tống cửu ly có thế mau mau tốt, cho nên không cần mọi người nói, đi nhanh chóng, về phần những người khác, có nhậm ban lên tiếng, đều đi theo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên là thanh tĩnh, hắn nói khẽ, ta cho ngươi trợ thủ cũng tốt, Khương Quán không có cự tuyệt, dù sao dược liệu cần thiết nàng đều đã đem ra, đem không lớn bồn để dưới đất, Khương Quán nhóm lửa một cây nhang, quay người đối tống cửu biên nói, chúng ta trốn đi, từng tốt, hai người ăn ý đứng tại góc phòng bên trong, điểm kia đốt mùi thơm dần dần trong phòng tràn ngập, Khương Quán đưa cho tống cửu biên một khối khăn vuông, che lấy điểm miệng mũi, được, tống cửu biên tiếp nhận khăn vuông bịt lại miệng mũi. Cái này khăn vuông bên trên giường như còn lưu lại trên người nàng mùi thơm, để tống cửu viên đầu có chút choáng váng khương quán toàn bộ tâm tư đều tại cổ trùng bên trên tuyệt không chú ý tới tống cửu viên nhìn nàng ánh mắt càng thêm thâm thúy nàng che miệng mũi nhìn thấy bị cắn mấy người khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo a à, tống cửu ly thét lên một tiếng đau khổ trên mặt đất lộn một vòng những người khác không ngoài như vậy lúc này tỉnh táo nhất người thế mà là la hán quả nói chung bởi vì hắn cũng sớm đã chết rồi là lấy cổ trùng ở trên người hắn hoạt động thời điểm hắn liền không có cảm giác đau. Tống cửu viên khiếp sợ nhìn xem cổ trùng trên người bọn hắn nhúc nhích, trên người có rõ ràng nổi mục, ngay sau đó càng khiến người ta buồn nôn một màn phát sinh, chỉ thấy kia cổ trùng từ bọn hắn giữa cổ họng bò lên, quẹ, tống cửu viên nội tâm buồn nôn, lại chịu đựng không có biểu lộ ra, tính nhẫn nại không sai, khương quán giống như cười mà không phải cười quét mắt nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, ngươi muốn thực sự nhịn không được, liền phun ra đi, tống cửu viên lắc đầu không nói chuyện, hắn đường đường chiến vương cái gì tình cảnh chưa thấy qua, chuyện nhỏ chuyện nhỏ, nghĩ như vậy, tống cửu uyên lại đứng thẳng tắp, rõ ràng là tại cố nén đáy lòng buồn nôn, khương quán bị hắn chọc cho dở khóc dở cười, chẳng qua lực chú ý rất nhanh liền bị cổ trùng hấp dẫn đi, những cái kia cổ trùng thuận mỗi người khóe miệng bò ra tới, đầu tiên là dừng lại một cái chớp mắt, phát giác được không có gì khác thường. Lúc này mới nhao nhao hướng phía Khương Quán chuẩn bị kỹ tràng thuốc bồn bò qua đi, tre già măng mọc, dường như cho rằng đó là cái gì đồ tốt. Tống cửu viên đáy lòng cổ này cảm giác buồn nôn dần dần bị ép xuống, hắn ngược lại rất hiếu kỳ nhìn xem những cái kia cổ trùng, rất nhanh liền có thể giải quyết. Khương quán khóe môi ngoắt ngoắt, chỉ thấy những cái kia cổ trùng rơi vào thuốc bồn về sau, liền thật nhanh bắt đầu ăn dược thủy, chờ tất cả cổ trùng đều bò đi vào, khương quán nhấc chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, nàng bước chân rất nhẹ, đến thuốc bồn bên cạnh lúc, liền tay mắt lanh lẹ đem một cái đắp lên chụp tại bồn bên trên, tống cửu biên nhất chân đi theo ra ngoài, nhìn trong chậu ăn bụng tròn vo cổ trùng, hắn nhíu mày hỏi, chính là những cái này cổ trùng đang hại người sao, chương 157, có ta ở đây, ngươi chết không được, đúng thế, Thương Quán nhẹ gật đầu, trơ mắt nhìn xem cổ trùng đem tất cả dược thủy ăn xong, liền cười tủm tỉm nói, yên tâm, bọn hắn sống không được, từng, tống cửu uyên hướng phía tống cửu ly nhìn sang, bị cắn mấy người lúc này hiển nhiên đã dần dần khôi phục thần chí duy chỉ có trừ trên đất la hán quả, không có cổ trùng gia trì, hắn lúc này biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo, vừa khôi phục đám người nhìn thấy la hán quả bộ dáng, từng cái sợ đến trắng bệt cả mặt, tống cửu ly bạch nghiêm mặt, hoảng sợ nhìn qua trong chậu cổ trùng, đại tẩu, ta. Ta có phải là sắp chết a? À? nàng nước mắt rưng rưng nhìn qua khương quán, xinh đẹp trong con ngươi đều là kinh hải, khương quán tiến lên trấn an vỗ nhẹ vai của nàng, có ta ở đây, ngươi không chết được, đại tẩu, ngươi thật tốt, Tống Cửu Ly bổ nhào vào khương quán trong ngực khóc lớn tiếng lên, một bên khóc một bên ủy khuất nói, về sau ta cái gì đều nghe đại tẩu, tuyệt đối không loạn tới, chuyện lần này không trách ngươi, khương quán thở dài, Tống Cửu Ly lần này là thụ tai bay vạ gió, nói cho cùng là La Ni giấu giếm mình bị cắn sự thật, nàng quay đầu nhìn sang, La Ni ngơ ngác ngồi tại La Hán quả thi thể trước mặt, khuôn mặt hoảng sợ, trừ nàng, vài người khác thần sắc cũng không khá hơn chút nào. Khương quán dứt khoát mở cửa phòng, phòng đối diện bên ngoài nhậm bang nói, không có việc gì, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi, tốt, đa tạ vương phi, nhậm bang đối khương quán ôm quyền, đáy mắt là chân thành lòng biết ơn, đoạn đường này thật sự là nhờ có vương phi hỗ trợ, không cần phải khách khí, chẳng qua có kiện sự tình ta phải hỏi một chút ngươi, là hắn quả thi thể, ta có thể giải mổ sao, khương quán một cái tuổi trẻ thiếu nữ, con mắt đều không mang nháy một chút đưa ra yêu cầu như thế, chớ nói nhậm bang liền tống cửu uyên đều có chút kinh ngạc, giải phẫu, nhậm ban trợn to con mắt, có chút sững sờ, cũng đột nhiên nhớ tới một chút ngộ tác xác thực biết giải mổ thi thể, nhưng đối đại phong người mà nói, chết cũng phải lưu lại toàn thây, không có gia thuộc sẽ đồng ý cái này vô lý yêu cầu. Ví dụ như lúc này Lani, nàng nghe thấy Khương Quán, liên tục không ngừng lớn tiếng nói, không được, ta không đồng ý ngươi giải phẫu cha ta. Lani rất chán ghét la hán quả, nhưng lúc này khó được phát thiện tâm, cảm thấy không nên như thế kinh nhờn cha nàng. Khương Quán không nhìn nàng, mà là trực tiếp nhìn về phía nhậm bang, chờ hắn một đáp án. Nhậm bang hắn giọng một cái, tình huống của hắn không giống, là bị lưu vong phạm nhân, gia thuộc không thể làm chủ. Vương Phi nếu là cần giải phẫu hắn khả năng tra ra là ai hạ cổ, vậy ngươi liền giải phẫu, đa tạ. Khương Quán khẽ gật đầu, cảm giác như có gai ở sau lưng. Vừa nghiêng đầu liền phát giác La Ni hung dữ trừng mắt nàng, người tới, tống cửu biên bỗng nhiên mở miệng, Lani xem thường vương phi uy nghiêm, vả miệng, tống dịch bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trực tiếp đối Lani chính là mấy bàn tay, dù sao đã bại lộ, tống cửu uyên không ngại bại lộ càng nhiều hơn một chút, khương quán trợn mắt hốc mồm nhìn qua tống dịch hai ba lần liền đem Lani đánh thành đầu heo, một nháy mắt học xong thời đại này thượng vị giả bá khí, nàng âm thầm đem ghi tạc đáy lòng, thẳng đến Lani khóe miệng bị đánh ra máu, cả người đều hốt hoảng lúc, tống cửu uyên lúc này mới nói, đều ra ngoài đi vâng, tống dịch lại biến mất ở trước mặt mọi người, mà lúc này Lani chật vật nằm rạp trên mặt đất, vốn là coi là bị cắn dày vào gần chết, lúc này càng là kéo dài hơi tàn, mặc dù đáy lòng đối khương quán càng hận hơn, cũng rốt cuộc không dám biểu lộ ra, ngươi còn dám trừng ta đại tẩu, ta đào ngươi trong mắt, tống cửu ly chậm lại, có sức lực mắng chửi người, xem ra khôi phục không tệ, tống đại nương tử nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng lo lắng tiêu tán mấy phần. Lani thân người công lại, đi theo đám người ra phòng về phần nàng đấy lòng nghĩ như thế nào khương quán cũng không quan tâm ngươi thật tốt tỉnh dưỡng đi chúng ta tại cái này nghỉ mấy ngày mới đi khương quán đối tống cửu ly bàn giao vài câu lưu vong đội ngũ đi trước xe ngựa của bọn hắn có thế đuổi kịp bên ngoài còn tại rơi xuống tinh mịn tuyết khương quán giúp khoác lưu mấy ngày ra là hán quả trúng cổ nguyên nhân được rồi đại tẩu tống cửu ly gật đầu ly lịa đối khương quán nói gì nghe nấy tống đại nương tử lưu lại chiếu cố nàng Khương Quán liền đối với Tống Cửu Thị nói, ngươi đem thi thể này khiên đến ta kia trong phòng đi. A, à, Tống Cửu Thị ngu ngơ một cái chớp mắt, mờ mịt nhìn qua thi thể trên đất, lập tức kịp phản ứng tiến lên gánh. Khương Quán, Tống Dịch, Tống Cửu Huyên im lặng kéo ra miệng, Tống Cửu Thị bộ dáng ngu ngơ thực sự không có mắt thấy. May mắn còn có Tống Dịch tại, Tống Dịch hỗ trợ đem la hán quả thi thể khiên đi, mà Khương Quán thì bưng lấy đầy bồn cổ trùng đuổi theo, đến làng trong phòng. Khương Quán đem Tống Cửu thị cùng Tống Dịch đuổi đi, Tống Cửu Viên mặt dạng mày dày lưu lại, Quán Quán, ta lưu lại giúp ngươi, ngươi xác định, Khương Quán cầm trong tay mấy cây đao lung lay, ta nhưng là muốn đem hắn thi thể xé ra, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, không sao, Tống Cửu Viên bình tĩnh tự nhiên cười cười, từng tại trên chiến trường ta thấy qua thi thể nhiều vô số kể, đây không tính là cái gì, vậy được rồi, Khương Quán xác thực cần một người hỗ trợ, dứt khoát đáp ứng hắn lưu lại đầu tiên là từ trong tay áo lại lần nữa lấy ra hai cái giản dị khẩu trang. a, à, mang theo đi, được, tống cửu viên ngoan ngoãn đeo lên, mà Khương Quán lúc này đã xốc lên thuốc bồn, lộ ra bên trong bụng tròn vo cổ trùng. Có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm, những cái kia cổ trùng trở mình tử muốn bò, nhưng mà bởi vì bụng tròn vo, nghĩ bò cũng bò không đến. Khương Quán lộ ra một cái ác liệt nụ cười, muốn chạy a. À. Quản chi là trốn không thoát cô nải nải lòng bàn tay của ta nha nói xong nàng không biết từ nơi nào lấy ra một cái bình thuốc nhỏ đối tống cửu uyên trêu chọc nói ngươi nhìn kỳ tích liền phải phát sinh đang khi nói chuyện bình thuốc bên trong dược thủy bị đổ đến những cái kia cổ trùng trên thân để người kinh ngạc một màn phát sinh chỉ thấy bụng tròn vo cổ trùng hơi dính đến khương quán vừa đổ vào dược thủy thân thể khẽ rung lên trốn cũng không kịp trốn một giây sau những cái này cổ trùng liền cùng dược thủy hòa làm một thể mấy cái cổ trùng tại tống cửu uyên trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong hóa thành dược thủy tống cửu uyên hắn dụi dụi con mắt xác nhận không có lưu lại một con cổ trùng lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra quán quán ngươi rất lợi hại vậy cũng không khương quán kiêu ngạo ngẩng lên nhỏ cổ tiếp xuống chúng ta muốn làm chính là tra ra hạ cổ người cần ta làm cái gì tống cửu uyên kích động nắm chặt trong tay thanh đao nhỏ không kịp chờ đợi đi theo khương quán đi vào la hán quả trước mặt Khương quán hai ba lần lột la hán quả quần áo, khi lưu loát trình độ nhìn tống cửu bi nhìn mà than thở, hắn liên tục không ngừng nói, quán quán, những cái này có thể giao cho ta, mặc dù la hán quả đã chết rồi, đến cùng là nam nhân, tống cửu biên đáy lòng hiện ra nhàn nhạt phiền muộn, ta có thể làm được, khương quán mở ra mình bọc nhỏ, lộ ra từng dãy đao, tiếp xuống tống cửu biên liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn giải phẫu la hán quả, liền phản phất ở trước mặt nàng chính là một đống thịt heo, nàng từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đáng sợ, tìm được, Khương Quán đôi mắt có chút sáng lên, mang găng tay đầu ngón tay nhiễm lấy huyết sắc, chương 158, bản vương đại nghiệp còn phải dựa vào ngươi, tìm tới cái gì, tống cửu viên mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Khương Quán trong tay đồ vật, Khương Quán đem thứ này đặt ở hắn bưng trong chậu, đây là ta từ trong thân thể của hắn lấy ra đồ vật, là hắn quả hẳn là sau khi chết bị người cho ăn vật này, bởi vì hắn đã chết rồi, dạ dày căn bản cũng không có tiêu hóa công năng, cho nên những vật này khả năng giữ lại đến bây giờ, chẳng qua dược tính đã phát huy hơn phân nữa. Đang khi nói chuyện Khương Quán thu thập xong la hán quả thi thể, lại sẽ hắn lật qua nhìn nhìn, trong lòng có số, nàng mới lấy xuống găng tay, để người đem thi thể này xử lý đi. Tốt, tống dịch, tống cửu uyên vung tay lên, tống dịch liền xuất hiện đem la hán quả thi thể xử lý, vật này làm sao bây giờ? Tống cửu viên nhìn xem trong mâm đồ vật, khẽ nhíu lại lông mày, không dám đi chạm đến, hắn suy đoán thứ này khả năng có độc, cho ta đi. Khương Quán đem trong mâm đồ vật thu vào, dùng đồ vật gói kỹ, sau đó mượn Thu thập hành lý khoảng trống ném vào không gian. Bọn hắn bên này sự tình ngược lại là xử lý sạch sẽ, Lục hoàng tử nhanh điên, đợi đã lâu, cũng không đợi được phái đi ra người hồi âm, phục linh trong lòng hiện ra dự cảm không tốt. Điện hạ, kia lạc thạch đằng thật có thể cầm về sao? Đây là ngài chữa bệnh mấu chốt điện hạ nói có thế liền nhất định có thế, hoa hiểu chán ghét Phục Linh, liền khắp nơi cùng nàng đối nghịch, một câu đổi Phục Linh sắc mặt khó coi, lục hoàng tử trong lòng cũng có chút khó chịu, luôn cảm giác Phục Linh không quá tin tưởng mình, hắn sụ mặt, đợi thêm một chút, điện hạ, ta không phải không tin ngươi, Phục Linh nhếch môi, cẩn thận từng ly từng tí giải thích, chỉ là có chút lo lắng. Lạc thạch đằng cái này vị dược tài nếu là bỏ lỡ, rất khó tìm đến có thế thay thế dược liệu, muốn tìm tươi mới lạc thạch đằng cũng không dễ dàng người nói tống cửu viên bọn hắn tại sao phải tìm lạc thạch đằng lục hoàng tử lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ ta cái này bệnh chẳng lẽ lại là khương quán hạ độc a nhưng những người khác cũng nếm qua cái kia giải độc hoàng nhưng bọn hắn không có việc gì không phải hoa hiểu thay khương quán nói chuyện mà là cái này giải độc hoàng là nàng cùng ôm như ngọc cầm trở về như quả nhiên là giải độc hoàng vấn đề sợ là lục hoàng tử sẽ ghi hận bên trên nàng vậy bọn hắn tìm lạc thạch đằng làm cái gì? Trên đời thật có chuyện trùng hợp như vậy, lục hoàng tử sờ lên cầm trong lúc suy tư, ôn như ngọc bỗng nhiên xuất hiện, điện hạ, thuộc hạ thăm dò được tống cửu biên mục đích của bọn hắn, ra sao nguyên nhân, lục hoàng tử vội vàng nhìn sang, ôn như ngọc nói thẳng, lưu vong trong đội ngũ có người trúng cổ, khương quán cầm cái kia lạc thạch đằng là vì giải cổ, cổ, phục linh trong mắt đều là hiếu kỳ, nam cư người thiện cổ, hẳn là chiến vương còn đắc tội qua nam cương người, đi thăm dò, lục hoàng tử khoát tay áo, đối ôn như ngọc nói, nếu là hạ cổ nam cương người nguyện ý quy thuận tại bản vương, bản vương sẽ không bạc đãi bọn hắn, nếu là không nguyện ý, vậy liền học được bọn hắn hạ cổ phương pháp, vâng, ôn như ngọc chấp tay đáp ứng, có chút khó mà mở miệng mở miệng, điện hạ, mới thuộc hạ khi trở về, nhìn thấy chúng ta phái đi ra những người kia, để bọn hắn tới báo cáo, nhấc lên cái này lục hoàng tử liền tức giận, hắn đau khổ đợi lâu như vậy, những người này làm việc coi là thật bất lợi, ôm như ngọc thận trọng nói, thuộc hạ nhìn thấy là thi thể, đều là điện hạ người, thuộc hạ sai người ngay tại chỗ vùi lấp, phế vật, lục hoàng tử khí tim đau, lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt, hỏi, tống cửu uyên chân có phải là khôi phục rồi, rõ ràng lúc trước thuộc hạ đến báo, đi chỉ có khương quán cùng tống cửu uyên hai người, nhưng hắn người toàn quân bị diệt điều này nói rõ tống cửu viên tất nhiên hoàn toàn khôi phục phải ôm như ngọc buông thõng đầu không dám cùng lục hoàng tử đối mặt sợ hắn nổi giận thương quán y thuật không sai chuyện sớm hay muộn hoa hiểu lẩm bẩm một câu mặc dù rất chán ghét thương quán nhưng nàng không thể không thừa nhận thương quán phương diện này xác thực lợi hại ta nhất định sẽ siêu việt nàng phục linh ánh mắt kiên định treo đến lục hoàng tử nhìn nhiều liếc mắt hắn giữ chặt phục linh tay phục linh bản vương đại nghiệp còn phải dựa vào ngươi, điện hạ yên tâm, ta sẽ cố gắng chữa khỏi điện hạ. Nhiều phục linh không tiếp tục nói, chỉ là đáy lòng kiên định khiêu chiến lục hoàng tử cái vấn đề khó khăn này, nếu là nàng có thể trị hết lục hoàng tử, có phải là nói rõ nàng so khương quán lợi hại đâu, từng, lục hoàng tử để ôm như ngọc tiếp tục đi tìm lạc thạch đằng, lập tức đi vòng dự định đi ngẫu nhiên thích lão tôn nữ, nghe nói thích lão tôn nữ thích hành hiệp trượng nghĩa, nếu là hắn có thế chinh phục thích lão tôn nữ liền có thể cùng thích gia kết thân đến lúc đó thích lão nhất định sẽ trở thành hắn mưu sĩ hoa hiểu nhưng không biết hắn ngưỡng mộ trong lòng nam nhân muốn dựa vào lấy các nữ nhân thành tựu hắn đại nghiệp ba người mỗi người có tâm tư riêng khương quán nhưng không biết có người ở trong tối đâm đâm cùng nàng so giải xong cổ về sau nhậm bang liền sốt ruột bận bịu hoảng mang theo đám người đi đường khương quán bọn hắn không có vội vã xuất phát ước chừng lúc chạng vạn tối bị khương quán lãng quên lâm đình ngọc cuối cùng chạy về thật có lỗi lâm công tử chúng ta vội vã tìm lạc thạch đằng liền quên tìm ngươi nhấc lên cái này khương quán còn thật không có ý tốt dù sao lâm đình ngọc là vì giúp bọn hắn kết quả nàng đem người ta quên đi tống cử uyên cũng không phải quên mà là thuần túy không nghĩ khương quán cùng lâm đình ngọc đi quá gần lâm đình ngọc cười lắc đầu không sao ta đi thanh thủy thành cũng vừa tốt có chuyện muốn làm ta nghe quản gia nói vương phi đã thuận lợi giải cổ là chuyện tốt Hắn tiếng nói giống như là thanh tuyền rơi vào khương quán trong tay, ở chung lên như như gió mát thoải mái dễ chịu. Khương quán từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, đây là ta chế tác dược hoàng, có thể bổ dưỡng thân thể. Lâm công tử thân thể mặc dù đã tốt đẹp, đến cùng trước kia thâm hụt chút, ăn chút viên thuốc sẽ tốt hơn nhiều. Lâm đình ngọc cũng không đần, tương phản rất thông minh, hắn biết khương quán đây là ấy nấy, liền cười nhận lấy nàng cho lễ vật. đa tạ vương phi hảo ý, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi ta liền không nhiều quấy rầy. Hắn rất có phân tất mang theo người rời đi, đem khách viện để lại cho Khương Quán bọn hắn. Tống Cửu Ly có chút hiếu kỳ, đại tẩu, các ngươi đi thanh thủy thành người thời điểm liền không có gặp qua Lâm Công Tử, không có. Khương Quán lúng túng nâng trán, ta là thật không có nhớ tới hắn còn đang chờ chúng ta, chủ yếu nhìn thấy kia thư gia cô nương, ta liền đầy trong đầu đều là lạc thạch đằng. Lúc trước đồng nghiệp của nàng luôn nói nàng là y si, trình độ nào đó đến nói đúng là nàng chuyên chú vào một việc thời điểm, thường xuyên xem nhẹ hết thảy chung quanh, đến mức mẫu thai độc thân nhiều năm như vậy, bởi vì nàng căn bản không biết có chút nam nhân là đang đuổi nàng. Nói như vậy Lâm Công Tử còn thật đáng thương. Tống Cửu ly sách một tiếng, không có ý tứ gì khác, đơn thuần cảm thán. Tống Cửu thỉ lại im lặng nói, đại tẩu còn không phải lo lắng ngươi, vì cứu ngươi mới quên hắn, là lỗi của ta. Tống Cửu ly lúng túng dắt môi cười cười, đại tẩu, về sau ta tranh thủ thiếu cho ngươi gây phiền toái liền ngươi cái này tính tình kiếp sau đi tống cửu thị nói trúng tim đen hai người không hổ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra long phượng thai huynh muội đối lẫn nhau mười phần hiểu rõ chương một trăm năm mươi chín nàng dường như đã không còn lưu luyến mẹ ngươi nhìn nhị ca hắn lại khi dễ ta tống cửu ly không cao hứng lôi kéo tống đại nương tử tố cáo lần này tống đại nương tử lại không che chở nàng đại ca nhị ca ngươi đều không có nói sai Ngươi cái này tính tình phải sửa đổi một chút, không phải về sau còn muốn ăn càng nhờ có hơn, vân vân vân, ta về sau đổi." Tống Cửu Ly cũng không có tiếp tục tranh chấp, toàn gia vui vẻ hòa thuận, cuối cùng quan tâm đem không gian để lại cho Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên. Khương Quán lúc này mới phát hiện, hai người bọn họ lại bị thu xếp đến một cái phòng, cái này nhiều xấu hổ a. À. Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngay tại bầu không khí càng thêm xấu hổ lúc tống cửu uyên không được tự nhiên sờ sờ chắp mũi ngươi giường ngủ ta ngủ gian ngoài dù sao hai người bọn họ đã hòa ly tống cửu uyên cũng không muốn bức bách thương quán tốt thương quán chính đang chờ câu này nghe vậy đầu lông mày đuôi mắt đều là nụ cười vậy ta đi trước rửa mặt chính ngươi đi trong ngăn tủ tìm xem có hay không chăng mền từng tống cửu uyên yên lặng gật đầu đáy lòng lại không lý do khó chịu nàng bây giờ đối với hắn dường như cũng không có loại kia tình yêu nam nữ chẳng lẽ nàng thật đã tâm chết không còn lưu luyến rồi, rõ ràng đây là trước kia tống cửu viên hy vọng nhất sự tình, giờ phút này trong lòng của hắn lại hiện ra các loại hậm hực cảm xúc, Khương Quán cũng không biết tống cửu viên ý nghĩ, trang tử bên trên hạ nhân đưa tới rửa mặt nước, nàng qua loa rửa mặt xong về sau, tìm cái địa phương tiến không gian, lại tại không gian cẩn thận rửa mặt một phen, lúc này mới trở về phòng, tống cửu viên dường như cũng rửa mặt xong, nhìn nàng tiến đến, nhân tiện nói, Ta liền ngủ ở gian ngoài trên giường, ngươi yên tâm nghỉ ngơi. Ừm, tốt. Khương quán liếc qua cách ở giữa màng màng, mặc dù có chút thấu, nhưng dầu gì cũng có thế che lấp một chút. Ngươi tóc vẫn là ẩm ướt, tống cửu viên mấy bước đi đến khương quán trước mặt, đưa tay cầm lên trong tay nàng khăn liền phải thay khương quán sát tóc. Khương quán vô ý thức lui lại một bước, ý thức được mình phản ứng quá kích, vội vàng giải thích nói, không có việc gì, chính ta có thể, ta giúp ngươi. Tống cửu viên mặt không đổi sắc thay nàng xoa xoa tóc, động tác rất nhẹ nhàng, sợ làm đau nàng, có lẽ là bởi vì hắn có chừng mực cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách, hương quán cũng không có quá bài xích, chỉ là nàng không biết, tại hắn cho nàng sát tóc thời điểm, hắn trong mắt liền có thể nhìn thấy nàng như thiên nga cái cổ, da thịt tuyết trắng giống đang phát sáng, tống cửu viên không tự chủ nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy miệng bên trong có chút phát khô, tống cửu viên, hương quán quay người muốn đi cầm nàng khăn mặt kết quả trực tiếp tiến đụng vào hắn trong ngực, môi của hắn cũng không chú ý rơi vào khương quán trên trán, mềm mềm, dọa đến khương quán trong lòng nhảy một cái, thật xin lỗi, tống cửu viên phi thường chủ động nhận lầm, chỉ là mới trong nháy mắt đó, dường như có dòng điện kích một chút, hắn tỉnh mịch trong mắt xẹt qua không hiểu cảm xúc, không sao, ngươi cũng không phải cố ý, khăn mặt cho ta, ta tự mình tới đi. Khương quán bức thiết muốn cùng tống cửu viên phân rõ giới hạn, tống cửu viên chỉ có thể đem khăn mặt đưa cho nàng ngươi trước đừng nhúc nhích nói xong hắn duỗi ra lòng bàn tay có nội lực diễn tấu tại khương quán tóc bên trên liền tựa như máy sấy quả thực để khương quán chấn động ngươi đây là đầu nàng một lần biết nội lực còn có thế như thế dùng cũng đem mới dâng lên kia một điểm tử kiều diễm ném sau óc, ta nghĩ đến ngươi tóc không có làm đi ngủ không tiện tống cửu viên khó được ngượng ngùng vừa rồi có khoảnh khắc như thế hắn quả thật có chút mất khống chế tạ ơn Khương Quán có chút ngước mắt, gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng ửng đỏ, may mắn tối nay ánh nến không quá sáng, nhìn cũng không rõ ràng, nhưng nàng cũng không biết giờ phút này Tống Cửu Uyên trong mắt nàng cỡ nào lóa mắt, hắn rất nhanh liền dùng nội lực thổi khô tóc của nàng, Khương Quán trơn tru vén rèm lên tiếng nội thất, ta ngủ trước, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi, Từng, ngủ ngon, Tống Cửu Uyên cách rèm, đưa mắt nhìn nàng nằm ở trên giường, Khương Quán dứt khoát kéo xuống màn cửa. Tống cửu uyên lúc này mới quay người thổi rất ánh nến, bôi đen bò lên trên sập, trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy bên ngoài rì rào bông tuyết âm thanh, thẳng đến nghe thấy tống cửu uyên rất nhỏ tiếng hít thở, Khương Quán lúc này mới lặng lẽ tiếng không gian, làm chút hoa quả sa lát ăn, Khương Quán lại tại không gian bào chế chút dược liệu, lúc này mới ra không gian nằm xuống nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng nàng liền cùng Lâm Đình Ngọc cáo từ rời đi, trong lúc đó Lâm Đình Ngọc sai người chuẩn bị một chút lương khô có qua có lại hắn thu nàng dược hoàng nàng liền nhận lấy hắn chuẩn bị ăn uống đem tất cả mọi thứ đều mang lên xe ngựa khương quán bọn hắn ra trang tử tiếp tục xuất phát bên ngoài rơi đầy tuyết lộ diện có chút trượt cho nên con ngựa đi không tính nhanh tống cửu thủy ngồi tại ngoài xe ngựa mặt mang theo áo tơi cùng mũ rộng vành đánh xe ngựa đại ca đại tẩu bọn hắn đi ngang qua lúc dấu chân đã bị tuyết bao trùm nhậm ban bọn hắn sớm xuất phát đi khẳng định không nhanh dấu chân này rất nhanh liền bị tuyết bao trùm. Không sao, cho dù không cùng đường cũng không có việc gì, chỉ cần có thể đến cửu châu là được. Tống cửu huyên cho tới bây giờ không nghĩ tới hoàn toàn dựa theo thánh chỉ đến, trời cao hoàng đế xa, về sau cẩu hoàng đế muốn trị hắn, không dễ dàng như vậy. Được rồi, đại ca, tống cửu thị tâm lý nắm chắc, cũng không nóng nảy, trong xe ngựa đám người riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình, bỗng nhiên Khương Quán Cao Mày nói, phía trước giống như có tiếng đánh nhau. Ta cũng nghe thấy, Tống Cửu Huyên vén lên xe ngựa rèm, xa xa còn nhìn không rõ ràng lắm, hắn chỉ có thể đối Tống Cửu Thỉ nói, chúng ta trước dừng lại đi, sẽ không phải là bị lưu vong những người kia a. Tống Cửu Ly vô ý thức mở miệng, nói xong liên tục không ngừng giải thích, đại ca đại tẩu ta không nghĩ lấy can thiệp, chính là đơn thuần hiếu kỳ, không phải bọn hắn. Khương Quán từ từ nhắm hai mắt mắt, lẳng lặng nghe trong chốc lát nói, nhâm đại ca bọn hắn mang chính là đại đao, những phạm nhân kia không có vũ khí mà những cái này dùng tựa hồ là kiếm còn có người cưỡi ngựa đại tẩu ngươi cái này đều có thể nghe thấy quá lợi hại đi tống cửu ly đầy mắt đều là tiểu tinh tinh tống đại nương tử nhịn không được giật giật tay áo của nàng ly nhi ngươi đừng nói trước thanh âm quá lớn nhao nhao đến khương quán cùng tống cửu uyên làm ra phán đoán có người cưỡi ngựa hướng chúng ta bên này tống cửu uyên chợt mở miệng hắn cùng khương quán liếc nhau một cái hai người gần như đồng thời mở miệng cửu thị đổi con đường đi, Cửu Thỉ quay đầu, sau đó vẫn là muộn, xe ngựa của bọn hắn đi ở phía trước, đằng sau có người cưỡi ngựa thật nhanh đi vào trước mặt bọn hắn, Khương Quán lúc này mới nhìn rõ ràng, là một loạt người áo đen đuổi theo một cô nương, cô nương này tư thế hiên ngang, ngoái nhìn nhìn bọn hắn liếc mắt, lớn tiếng nói, các ngươi mau mau đi thôi, miễn cho bị tai họa, nhưng mà đã muộn, sớm tại bọn hắn khoảng cách rất gần thời điểm, Người áo đen liền đem cương quán bọn hắn xem như cùng vị cô nương này cùng một bọn, mấy cái người áo đen nhảy lên xe ngựa, hung thần ác sát cầm kiếm chặt tới, Tống Cửu Huyên mặt mày lạnh lẽo, một chữ một cái đem người đánh bay, Tống Cửu Thỉ cũng nhanh chóng đem đứng tại người cưỡi ngựa một chân đá bay, cút xa một chút, Tống Cửu Huyên chủy thủ trong tay bay ra ngoài, lập tức liền thu hoạch một cái mạng, chương 160, lại cướp đi hắn anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, đa tạ cô nương thoáng nhìn tống cửu viên cùng tống cửu thủy động tác, xinh đẹp trong mắt tràn đầy cảm kích, đây càng để người áo đen hiểu lầm bọn hắn là cùng một bọn, kiếm không có mắt giống như hướng trên xe ngựa chặt, khương quán cùng tống cửu ly ngồi ở trên xe ngựa, đem tống đại nương tử bảo hộ ở sau lưng, đừng khách khí, chúng ta cũng không phải vì giúp ngươi, tống cửu thủy gia hỏa này tính tình thẳng, quả thực là chủ đề Terminator. Chẳng qua bởi vì hắn cùng tống cửu viên gia nhập, rất nhanh liền chiếm thượng phong, người áo đen không chết cũng bị thương có người hung dữ trừng cô nương kia liếc mắt quay người chạy mất tống cửu thị không cao hứng liếc một cái cưỡi ngựa cô nương chỉ gặp nàng xuyên một bộ hiên ngang hiệp sĩ quần áo tóc bị buộc ở sau óc, cầm trong tay thanh kiếm rất có giang hồ nữ hiệp ý vị đa tạ hai vị huynh đệ khẳng khái giúp đỡ cô nương này có chút chấp tay rất có lễ phép tống cửu viên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt quay người tiến xe ngựa hiển nhiên không quá muốn quản chuyện này tống cửu thị đáy mắt đều là đạm mạc vừa rồi nếu không phải ngươi tới gần chúng ta, chúng ta cũng sẽ không bị tai họa, ta không phải cố ý, tề sở có chút lúng túng nắm tóc, mới ta chạy thực sự quá gấp, không có chú ý tới các ngươi, chú ý tới thời điểm đã hơi trễ, ai biết ngươi có phải hay không cố ý, tống cửu thủy hừ nhẹ một tiếng, cầm khăn xoa xoa trên xe ngựa tung tóe lấy máu tươi, đáy mắt ghét bỏ ý vị rất rõ ràng, vốn đang khách khách khí khí tề sở không vui vẻ nhếch miệng, mặc dù ngươi giúp ta ta rất cảm kích ngươi. Nhưng ngươi người này thái độ cũng quá kém đi, ta đều nói không phải cố ý, ngươi còn muốn thế nào? Có một chút ngươi yên tâm, ta Tề Sở cũng không phải cái gì không giảng đạo lý người, lớn không được ta bồi thường tổn thất của ngươi. Nàng đáy mắt tràn ngập buồn bực ý, mà trong xe ngựa Khương Quán nghe thấy Tề Sở danh tự lúc, đôi mắt xoát liền sáng, nàng chợt kéo ra xe ngựa rèm, sụ mặt giáo dục tống cửu thỉ nói, "Cửu thỉ, vị cô nương này đã nói rõ nguyên nhân, nàng xác thực không phải cố ý." chúng ta làm người không thể quá tính toán chi ly, tống cửu thỉ, đại tẩu nói đúng lắm, tống cửu thỉ cho dù không hiểu khương quán vì sao như thế, nhưng không dám vi phạm khương quán ý kiến, tề sở sắc mặt hòa hoãn không tốt, vẫn là vị tỷ tỷ này hiểu đạo lý, mới ta thật không phải cố ý, đi ra ngoài bên ngoài, có thể hiểu được, khương quán khóe mắt đuôi lông mày mang theo ý cười, nếu như nàng không có nhớ lầm, vị này chính là trong nguyên thư lục hoàng tử Trắc Phi cũng là gắn bó lục hoàng tử cùng chữ gia quan hệ mối quan hệ, tề sở, tên thật chữ kỳ, nghe nói chữ lão đặc biệt yêu thương vị này tôn nữ, bởi vì nàng đối lục hoàng tử si tâm một mảnh, chữ lão lúc này mới không thể không tham dự đoạt đích sự tình, như là đã gặp gỡ, khương quán không có ý định đem người lại cho cho lục hoàng tử, bọn hắn vì sao đối ngươi theo đuổi không bỏ, tỷ tỷ đẹp người đẹp nết, là cái người tốt, tề sở cười tủm tỉm giải thích nói, mới những người kia không phải người tốt, bọn hắn buôn bán thiếu nữ, ta giận đem bọn hắn bắt người đều đem thả, cho nên bọn hắn ghi hận trong lòng, một mực đối ta đuổi sát không buông, bỏ, vậy bọn hắn chết cũng không oan. Khương quán hận hận trừng mắt trên mặt đất mấy cái lạnh thấu người áo đen, mười phần tán thưởng đối tề sở nói, cô nương hiệp ca nghĩa đảm, đáng giá khâm phục, cửu thỉ, còn không mau hướng tề cô nương xin lỗi, thật xin lỗi, tống cửu thị ấy nấy buông thỏng đôi mắt, Hắn cũng không có nghĩ đến vị cô nương này vẫn là cái hành hiệp trượng nghĩa người tốt. Đừng như vậy, lúc này Ngựa Ngùng người đổi thành tề sở, nàng gãi gãi đầu, đúng là ta không cẩn thận đem bọn hắn mang tới. May mắn các ngươi không có việc gì, không phải ta sẽ càng có cảm giác tội lỗi. Như vậy đi, ta mời các ngươi ăn cơm tạ lỗi như thế nào? Không cần không cần. Tống Cửu thủy Ngựa Ngùng khoát tay, cầu cứu giống như nhìn về phía khương quán. Khương quán nghĩ đến cách bọn họ dường như cũng không xa Lục hoàng tử trong mắt toát ra một vòng ý cười, tốt, ăn cơm xong về sau liền xóa bỏ, ngươi cũng đừng một mực ghi ở trong lòng, xinh đẹp tỷ tỷ thật sự là hiểu ta, tề sở không thích nợ người nhân tình, tổ phụ dạy qua nàng, trên đời khó trả nhất chính là nhân tình, cho nên nàng làm việc thích xóa bỏ, vậy chúng ta đi gần đây thành trấn đi, Khương Quán đối không rõ ràng cho lắm Tống Cửu Uyên nháy nháy con mắt, mặc dù không hiểu Khương Quán vì sao đối một cái mới quen người như vậy, nhưng Tống Cửu Uyên không có hỏi nhiều. Tống Đại Nương Tử cùng Tống Cửu Ly càng thêm sẽ không nhúng tay bọn hắn sự tình. Tống Cửu Thủy mặc dù trong lòng không muốn, đến cùng không có nhiều lời, tề sở cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường, Tống Cửu Thủy đánh xe ngựa đi theo phía sau. Bọn hắn đi không bao lâu, nơi đây lại xuất hiện một đội nhân mã, nếu là Khương Quán ở nơi này, nhất định sẽ vỗ tay cười to. Lục Hoàng Tử, ngựa ngùng lại cướp đi ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, phe này phi, sợ là lại không có nữa nha. Người đâu? lục hoàng tử tức giận trừng mắt trên mặt đất nằm ngổn ngang lộn xộn người áo đen trong mắt từ từ bốc lên hỏa khí ôm như ngọc cũng cảm thấy đau đầu hắn nắm chặt ở trong tay kiếm thuộc hạ đạt được tin tức tề cô nương ngay tại này ẩn hiện qua điện hạ tìm vị cô nương kia nên không có việc gì cái này trên mặt đất không có nữ tử thi thể phục linh trước sau nhìn một lần lý trí cho lục hoàng tử đáp án ngược lại là hoa hiểu biết lục hoàng tử lại tại tìm một cái nữ tử lập tức trong lòng phi thường không thoải mái hẳn là cái này lục hoàng tử là cái ngựa giống nhưng nàng có dự cảm lục hoàng tử khẳng định là tương lai thiên tử nàng không muốn bỏ qua cái này dễ như trở bàn tay cơ hội nhưng để nàng cùng đông đảo nữ nhân chia sẻ một cái trượng phu nàng lại phi thường không tình nguyện tiếp tục tìm lục hoàng tử trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái hắn luôn cảm giác có đồ vật gì dần dần cách hắn đi xa đồng thời loại cảm giác này hết sức quen thuộc liền cùng lúc trước những vật kia biến mất lúc cảm giác, điện hạ, ôm như ngọc bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào trên mặt đất cái nào đó người áo đen thi thể nói, là một đao phong hầu, là tống cửu uyên, lục hoàng tử cắn răng, kinh đô người đều biết, tống cửu uyên đùa nghịch một tay hảo đao cùng chủy thủ, lại là hắn, lục hoàng tử cắn sau răng rảnh, thẳng đến nếm đến miệng bên trong mùi máu tươi, hắn lúc này mới nuốt vào đáy lòng oán hận, truy. Nếu là thật sự để Tống Cửu Uyên thu hoạch được chữ lão duy trì, chắc hẳn nhà bọn hắn giang sơn đều khó mà bảo trụ điện hà chúng ta có thể thuận xe ngựa vết tích truy phục linh đã dần dần bỏ đi trở thành lục hoàng tử nữ nhân ý nghĩ ngược lại có thể tỉnh táo hỗ trợ phân tích hoa hiểu lại nhíu chặt lấy ni tâm nơi này không chỉ có xe ngựa ấn ký còn có con ngựa chạy vết tích chúng ta cũng không xác định những cái kia là khương quán bọn hắn đi nàng phi thường không hy vọng lục hoàng tử có thể tìm tới trong miệng hắn nói nữ nhân kia chia binh hai đường truy Lục hoàng tử cắn răng, nghe nói chữ lão phi thường sủng vị này tôn nữ, lần này hắn nhất định phải thu hoạch được đối phương hảo cảm, ta cùng Ôn công tử một đạo đi. Phục Linh không muốn cùng Hoa Hiểu một khối, nàng luôn cảm thấy nữ nhân này vì trở thành Lục hoàng tử nữ nhân đã điên dại, vậy ta cùng điện hạ một khối. Hoa Hiểu vội vàng tiếp lời, sợ Phục Linh đổi ý, liên tục không ngừng bò lên trên Lục hoàng tử xe ngựa, khi không kịp chờ đợi bộ dáng để Lục hoàng tử sinh lòng phản cảm càng làm cho phục linh cảm thấy hạ giá